một túi inbound rất bài của Hà Nội Color. Bóng đi vào sổ để mang lại điểm số 80 cho Thăng Long Warriors. Mình vẫn chuyển bóng đủ tốt của Đà Nẵng Dragons, và đó là cú ném đầy lạnh lùng trên bóng cờ dành cho cầu thủ mang áo số 1 của Gia Trang Lopez, và Gia Trang Lopez vươn lên. Hai kiểu khá khéo, mùi tàu hít lên bóng rất nhanh khi bóng trở lại về tay của Đức Hà. Có bóng ở Nguyên Duy đã tấn công rất nhiều vào một cái đổ của đội tuyển nhà. Và một lần nữa để các cầu thủ Gia Trang Lopez lại đứng vào vị trí tấn công. Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang có mặt tại thành phố biển Nha Trang xinh đẹp để theo dõi những diễn biến tiếp theo của VBA mùa giải 2023. Và ngày hôm nay tại nơi này sẽ diễn ra game thứ 55 của regular season với màn so tài giữa Nha Trang Dolphins và Đà Nẵng Dragons, hai tập thể ở hai đầu của bảng xếp hạng. Sau khi Nha Trang Dolphins thì đang củng cố vị trí thứ ba của mình trên bảng xếp hạng, thì Đà Nẵng Dragons lại đang chật vật đi tìm một chiến thắng đầu tiên trong mùa giải VBA năm nay. Và không biết là ngày hôm nay thì liệu rằng Đà Nẵng Dragons sẽ làm cách nào để có thể có một chiến thắng đầu tiên cho mình khi mà hiệu suất của họ đang là 0-15. Một hiệu suất vô cùng tệ hại và rất đáng buồn với Đà Nẵng Dragons. Còn với Nha Trang Dolphins, có lẽ họ sẽ phải làm rất nhiều để chuẩn bị cho một vòng đấu tiếp theo cũng sẽ đầy cam go, khi ngày hôm qua thì Hà Nội Buffalo đã bứt lên, chiếm vị trí đầu tiên sau chiến thắng trước Sài Gòn Heat. Còn đây là thời điểm để các đội bóng ở nhóm đầu trên bảng xếp hạng phải tính toán, phải suy nghĩ và lựa chọn đối thủ của mình như thế nào. Còn với Đà Nẵng Dragons thì họ mục tiêu đơn giản, đó là giành chiến thắng đầu tiên mà thôi, để không trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử VBA toàn thua trong mùa giải chính. Và hy vọng của họ đương nhiên rồi vẫn thuộc về những ngoại binh như là Jermaine Morrow. Morrow ngày nay sẽ có một matchup thú vị với Madarius Gibbs, hai cầu thủ đang có hiệu suất dứt điểm trên dưới 40% và tỷ lệ ném ba cũng là khá ấn tượng. Trong khi đó thì Madarius Gibbs đang có cho mình là 7.9 kiến tạo, còn trung bình của Jermaine Morrow chỉ là 3.5. Đây cũng là một con số thống kê khá thú vị khi chúng ta có thể thấy rằng Madarius Gibbs là một mẫu cầu thủ playmaker nhiều hơn so với Jermaine Morrow. Và nếu như Jermaine Morrow có thể làm một điều gì đó để khiến cho chỉ số kiến tạo của mình tăng lên, thì cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ giúp cho đội bóng của mình cũng như đồng đội của mình sẽ có một cuộc chơi thoáng hơn và dễ thở hơn. Chúng ta sẽ cùng chờ xem ngày hôm nay có sự thay đổi nào đến từ các vị trí thi đấu trên sân hay không, và đặc biệt là vị trí của Jermaine Morrow, anh có thay đổi style đánh của mình hay không. Trên màn ảnh nhỏ quý vị đang là Madarius Gibbs. Vẫn là một tâm thế khá thoải mái của Gibbs. Các cầu thủ thường chọn cho mình những cách để thư giãn, giải trí trước trận đấu, có cho mình một tâm thế tốt nhất trước khi bắt đầu bước vào trận đấu chính thức. Bên cạnh bộ ba Madarius Gibbs, Robert Sampson và Dominic Thâm thì Sơn Minh Tâm cũng là gương mặt rất được chú ý vào lúc này tại đội bóng chủ nhà Nha Trang Dolphins. Sơn Minh Tâm đã có 15 trận đấu tại VBA mùa này với bình quân 4.9 điểm mỗi trận, tỷ lệ dứt điểm thành công là 41.7% và tỷ lệ ném ba cũng là rất tốt, 40.9. Đó là những con số khá ổn định của Sơn Minh Tâm trong một đội hình được đánh giá là đồng đều và có chiều sâu tại Nha Trang Dolphins. Sơn Minh Tâm là một cái tên khá đáng chú ý của Nha Trang Dolphins trong mùa giải năm nay, và kể cả những mùa giải trước khi anh bắt đầu góp mặt vào VBA cũng đã là một cái tên local rất đáng đem lại rất nhiều sự mong đợi cho người hâm mộ của Nha Trang Dolphins. Còn đây là William Trần. Tưởng như William Trần đã có thể có được niềm vui cùng với các đồng đội ở trận đấu với Cantor Catfish trên sân nhà, thế nhưng mọi thứ đã không như mong đợi của họ. William Trần ở trận đấu trước có được 31 điểm, 10 rebound, double double dành cho anh, và đây cũng là thành tích tốt nhất của William Trần tại VBA. Tuy nhiên, thành tích cá nhân của William Trần không đi cùng với thành tích tập thể, và như chúng ta đã biết, Đà Nẵng Dragons hiện tại đang là đội bóng duy nhất toàn thua 15 trận đã qua. Ngày hôm nay liệu William Trần có thể tiếp tục duy trì phong độ của anh hay không? Đó sẽ là một dấu hỏi. Nếu như William Trần làm được điều đó thì chúng ta sẽ có cơ hội được chứng kiến bất ngờ xảy ra ngay tại nhà thi đấu của Đại học Nha Trang. Sau trận đấu ngày hôm trước thì đã có rất nhiều người nói vui rằng là chúng ta đều nợ William Trần một lời xin lỗi. Tuy nhiên thì có xin lỗi hay không thì chúng ta còn phải chờ đợi vào trận đấu ngày hôm nay. Dưới sự thể hiện của William Trần, liệu rằng có thay đổi được thế cục
để có thể giúp cho Đà Nẵng Dragon có một trận thắng đầu tiên của VBA hay không? Vâng, chính xác, tôi nhớ nhầm. Đó là trận đấu mà Đà Nẵng Dragons để thua trước Cần Thơ Catfish trên sân của Cần Thơ. Đó là một trận đấu rất hay khi mà Đà Nẵng Dragons với sự tỏa sáng của William Trần đã có thời điểm dẫn lên tới 20 điểm. Nhưng rồi rất đáng tiếc là về cuối trận họ càng chơi không hụt hơi. Còn đây là những gợi ý dành cho đội chủ nhà để có thể hướng tới thêm một chiến thắng nữa. Đó là tận dụng ưu thế về thể hình. Đương nhiên rồi, họ có những Robert Samson, Dominic Thâm rất mạnh mẽ ở khu vực dưới rổ. Và sẽ dồn bóng cho hai cầu thủ này để có thể tận dụng được sự thiếu linh hoạt và thiếu thể hình của các cầu thủ phòng ngự bên phía Đà Nẵng Dragons. Bên cạnh đó là sự linh động với nhiều bài trễ chỗ. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là đội chủ nhà họ sẽ thể hiện ra sao. Bài nhỏ quý vị và các bạn đang là Dominic Thâm, cầu thủ Việt Kiều, một trong những cầu thủ Việt Kiều được cho là hay nhất của VBA. Và anh đã chứng minh mình qua rất nhiều trận đấu, một cầu thủ không thể thiếu trong đội hình xuất phát của Nha Trang Dolphin. Và dưới thời của Petrak Lukic thì có vẻ như Dominic Thâm còn thể hiện được nhiều điều hơn so với những mùa giải trước. Đây là những gợi ý dành cho Đà Nẵng Dragon trong trận đấu ngày hôm nay. Đầu tiên là giữ trụ cột trên sân trong suốt 40 phút và tận dụng tối đa các tình huống ném ba chống trải. Điều này là rất dễ hiểu khi mà bên phía của Đà Nẵng Dragon họ có những tay ném ba rất là uy tín, ví dụ như Jarius Holder, ví dụ như German Marrow, hay thậm chí là lão tướng Triệu Hán Minh. Và cuối cùng là tìm cách câu lỗi với Dominic Thâm và Robert Samson. Đây cũng sẽ là một trong những gợi ý rất quan trọng khi mà Dominic Thâm và Robert Samson cũng là những cầu thủ có xu hướng phạm lỗi khá nhiều. Và nếu có thể tận dụng vào điều này thì có lẽ sẽ có một bất ngờ lớn đến với Đà Nẵng Dragon trong trận đấu ngày hôm nay. Hello everybody. Yeah, một lần nữa xin rất vui và hân hạnh được chào đón toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách mời và đặc biệt là đông đảo các bạn cổ động viên của Nha Trang Dolphin. Chúng ta đã có mặt tại nhà thi đấu trường đại học Nha Trang. Yeah. Và thấm thoát thời gian trôi qua đã 2 ngày rồi. Và tất cả mọi người có nhớ là vừa rồi Nha Trang Dolphin của chúng ta đã ghi lại được một dấu ấn gì không nào? Chúng ta đã vừa giành được một tấm vé bước vào vòng play-off. Một tràng vỗ tay cho tất cả những tuyển thủ của chúng ta nào. Và ngay bây giờ là giai đoạn tiếp theo của regular season, sẽ là cuộc tranh đua vị trí trên bảng xếp hạng của Nha Trang Dolphin. Vì vậy các Big City Boy của chúng ta vẫn luôn luôn cần sự ủng hộ nhiệt tình và sự cổ vũ của tất cả các bạn trong những trận đấu tiếp theo. Có được không nào, Aqua Fan? Và ngay bây giờ xin phép được giới thiệu với tất cả mọi người, tôi là MC Neo. Và đồng hành cùng tôi ngày hôm nay cũng chính là DJ No và DJ Tuno. Và một linh vật cực kỳ đáng yêu của Nha Trang Dolphin, Úc Phi. Và những cô nàng nóng bỏng của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay, Aqua Girl. What's up? What's up, San Antonio? Yeah, yeah, yeah. Và đó chính là những thành viên mà không thể thiếu của đại gia đình Nha Trang Dolphin.
Và ngay bây giờ bầu không khí đã trở nên ấm hơn rồi. Trận đấu đối đầu giữa Nha Trang Dolphin và Đà Nẵng Dragon chính thức phép được bắt đầu. Và ngay bây giờ xin được mời ra sân đội hình của đội khách của chúng ta, Đà Nẵng Dragon. Please everybody give it up and welcome the visiting team, Dragon. Let's go. Number 0, Trương Văn Đại. Number 2, Jeremy Merrill. Number 8, William Chung. Number 9, Triệu Hán Mân. Number 11, Nguyễn Đình Quang Tố. Number 13, Nguyễn Anh Kiệt. Number 14, Từ Dư Huy. Number 15, Jarius Holder. Number 29, Dương Đức Trí. Number 35, Khuê Liêm Đỗ. Number 66, Mai Phước Thịnh. Và ông huấn luyện viên trưởng của đội chính là Todd Purves. The head coach for the Da Nang Dragon is Mr. Todd Purves. Yeah. Tinh thần của Aqua Fan đâu rồi? Aqua Fan! Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón đội hình thi đấu của đội tuyển chủ nhà Nha Trang Dolphin. Everybody let's make some noise, spend your love to the Nha Trang Dolphin. Và number 3, Mario Steve. Number 6, Nguyễn Phúc Vân. Number 7, Phan Nguyên Khải. Number 12, Hứa Kỳ An. Number 13, Robert Sampson. Number 15, Song Minh Tâm. Number 27, Lâm Quang Sang. Number 32, Dominic Tâm. Number 77, Nguyễn Hoàng Phu. Number 84, Huân Vân Quang. Yeah, và huấn luyện viên trưởng của đội Nha Trang Dolphin, Mr. Freddy Lucas. The head coach for the Nha Trang Dolphin, Mr. Freddy Lucas. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay gồm Mr. Dominic Palmer, ông Nguyễn Sơn Tùng, ông Lê Phạm Trung Kiên và giám sát trận đấu ông Lê Việt Đức. Và ngay bây giờ xin được kính mời đông đảo các cổ động viên, quý vị đại biểu và quý vị khách mời chúng ta cùng nhau đứng lên để cùng nhau làm lễ chào cờ. Everybody please spend a moment for the national anthem with us tonight. Chào cơ, chào quốc ca. Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng thơ quân, bước chân rộn vang trên đường ngập ngành xa. Cờ in bao chiến thắng lòng hồn đưa, xung ngoài xa trên phố quân hành ca. Xin mời hai đội cùng nhau bắt tay nhau. Please, both teams, let's shake a hand. Và ngay bây giờ trận đấu chính thức được phép bắt đầu. Cảm ơn quý vị và các bạn, chúng ta quay trở lại với nhà thi đấu Đại học Nha Trang. Trận đấu giữa Nha Trang Dolphin và Đà Nẵng Dragon. Và trận đấu đã bước qua tất cả các thủ tục để có thể bắt đầu. Chúng ta sẽ đợi tình huống cứu bóng đầu tiên. Đội Dominic Thâm. 32.
là Dominic Thâm và Robert Samson vẫn sẽ là những mũi nhọn tấn công cực kỳ hiệu quả của Nha Trang Dolphins ngày hôm nay. Trên màn hình nhỏ quý vị và các bạn đang là đội hình ra sân của Nha Trang Dolphins: số 3 Madarius Gibb, số 6 Phúc Vinh, số 13 Robert Samson, số 32 Dominic Thâm và số 84 Vĩnh Quang sẽ là đội hình xuất phát của Nha Trang Dolphins ngày hôm nay. Vẫn là những gương mặt rất quen thuộc của huấn luyện viên Petr Lukic. Còn với huấn luyện viên Todd Purves, chúng ta vẫn đang thấy những cái tên quá quen thuộc, có thể dễ dàng dự đoán từ trước trận. Đó là số 2 German Morrow, số 8 William Trần, số 3 Nguyễn Anh Kiệt, số 15 Jarius Holder và số 29 là Dương Đức Chí, starting five của đội khách ngày hôm nay. Đội khách với những kỳ vọng vào việc làm nên bất ngờ sẽ chắc chắn rất mong muốn có được một khởi đầu giống như chuyến làm khách trước Cần Thơ. Việc có một khởi đầu tốt chưa chắc đã là một điều gì đó mà có thể gây ra nguy hiểm cho Nha Trang Dolphins. Vì điều quan trọng nhất là Đà Nẵng Dragons cần phải giữ được thế trận. Nếu như họ có ưu thế từ đầu trận, họ rất cần phải giữ được thế trận đó cho tới hết hiệp 4 nếu như họ mong muốn có một trận thắng ngày hôm nay. Vâng. Đây là Todd Purves. Rõ ràng là mục tiêu là vậy, và ít nhất thì chúng ta sẽ có được những hy vọng, những mong chờ. Nếu như Đà Nẵng Dragons họ không có khởi đầu tốt thì quả thực là hy vọng dành cho họ sẽ là rất mong manh. Còn bây giờ thì hai đội đã sẵn sàng rồi, và chúng ta chờ đợi tình huống tee off để khởi đầu cho màn so tài giữa Nha Trang Dolphins và Đà Nẵng Dragons. Trận đấu nếu xét về mặt ý nghĩa thì không có quá nhiều, nhưng chắc chắn hai đội vẫn có mục tiêu cho riêng mình, vẫn có những toan tính để hướng tới phần còn lại của mùa giải. Tee off đầu tiên đã diễn ra và bóng thuộc quyền kiểm soát của Nha Trang Dolphins. Madarius Gibb quyết định thực hiện một cú ném 3 điểm ở vị trí không độ. Người rebound được là Robert Samson, và hai điểm tính đầu tiên cho Nha Trang Dolphins. Robert Samson là người mở tài khoản đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay. Đó là tình huống mà chúng ta thấy German Morrow cùng William Trần bất lực ra sao trước một Robert Samson với thể hình quá vượt trội. Và đây là cơ hội dành cho các cầu thủ khách. Ngày hôm nay Đà Nẵng Dragons thi đấu với bộ trang phục màu trắng, trong khi đó với các cầu thủ Nha Trang Dolphins sau thi đấu với bộ trang phục City Edition. Và vừa rồi thì William Trần là người đã ghi điểm số đầu tiên dành cho các vị khách. Tình huống đầu tiên của trận đấu diễn ra đang vô cùng cởi mở. Huỳnh Vĩnh Quang lại một cú ném 3 điểm nữa của Huỳnh Vĩnh Quang. Đã có thể lấy hiệu suất dứt điểm đầu trận của Nha Trang Dolphins đang cực kỳ tốt. Trong khi đó Đà Nẵng Dragons chúng ta cần phải chờ sau tình huống tấn công này. Người đang có bóng là German Morrow, William Trần. Vẫn là một tình huống đánh giống như setup đầu tiên. German Morrow ném 3 điểm không thành công. Đúng bóng vừa rồi hơi lệch. Và giờ sẽ lại là cơ hội dành cho các cầu thủ chủ nhà Madarius Gibbs, Robert Samson vào tay của Vĩnh Quang. Dominic Thâm đang bị double team và Thâm đã tìm được người đồng đội. Tiếp tục là Vĩnh Quang với hai pha ném 3 thành công liên tiếp. Đội chủ nhà đang khởi đầu trận đấu đầy mạnh mẽ. Vĩnh Quang đã thực hiện thành công hai pha 3 điểm liên tiếp. Một cú ở góc 0 độ và một cú ở góc 45 độ. Có vẻ như trước trận đấu Huỳnh Vĩnh Quang đã khởi động rất mượt. William Trần vẫn đang đứng ở vị trí đỉnh. Và có vẻ bài đánh của Đà Nẵng Dragon đang set up để cho William Trần đánh. Ta nhìn thấy hai tình huống dứt điểm thành công của William Trần. Với cùng một đường kiến tạo, cùng một bài set up, Dominic Thâm. Gibbs. Robert Samson. Bóng trong tay của các cầu thủ chủ nhà. Lại ném 3. Lần này thì cú ném 3 của cầu thủ bên phía Nha Trang Dolphins đã không thành công, và rebound thuộc về Madarius Gibbs. Chính xác là Jarius Holder. Bóng lại tới tay của William Trần, và rất nhiều các khán giả trên mạng xã hội bây giờ đang lại chuẩn bị viết thư xin lỗi William Trần rồi. William Trần đang chơi rất hay khi ghi cả 6 điểm cho Đà Nẵng Dragons tại nhà thi đấu Đại học Nha Trang ngày hôm nay. Có lẽ là không chỉ những khán giả ở trên mạng xã hội đâu, mà có lẽ là cả tôi và anh Đạo cũng sẽ phải viết thư xin lỗi cho William Trần thôi. Tuy nhiên thì vừa rồi là một turnover của Đà Nẵng Dragon. Dominic Thâm, quá khó cho anh Kiệt để có thể cản được Dominic Thâm trong tình huống vừa rồi. Thể hình là không cân xứng. 16 tạm thời đang nghiêng về Nha Trang Dolphins. Anh Kiệt đối mặt cùng với Nguyễn Phúc Vinh. Lại là William Trần. William Trần, bóng tráng rổ, rất đáng tiếc. Đó là một tình huống xử lý tốt của William Trần, dù vị trí ném là khá khó. Huỳnh Vĩnh Quang có cú ném 3 thành công, thứ 3 liên tiếp hay không?
quá vào tay, Vĩnh Quang đang ném không biết trượt rất nhiều vị trí, nhưng cái kết đều là 3 điểm cho Nha Trang Dolphins sau khi bóng rời tay của Huỳnh Vĩnh Quang. Tình huống thi đấu rất cởi mở của cả hai đội. Vừa rồi có vẻ như bóng đã chạm nhẹ vào Dominic Thâm, tuy nhiên thì vẫn có điểm cho German Marrow. Những giây phút đầu tiên của trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Hai đội đang thi đấu với một phong thái rất cởi mở và sẵn sàng dứt điểm ở mọi vị trí. Mà Darius Gibb một đường chuyền hay, Dominic Thâm đã không bỏ lỡ tình huống chuyền của đồng đội mình. Và tiếp tục là điểm cho Nha Trang Dolphins 15-8. Chúng ta có thể thấy là Jarius Holder vẫn chưa lên tiếng và thậm chí là anh còn chưa chạm bóng. Nhưng Marrow quyết định đánh độc lập. Có vẻ như lại là một turnover của Đà Nẵng Dragon. Quá đẹp mắt đến từ Robert Samson, một pha phối hợp giữa Dominic Thâm và Samson. Và Samson đã kết thúc bằng một pha đăng rổ không thể mạnh hơn. Một tình huống cho thấy sự tự tin vào lúc này của các cầu thủ Nha Trang Dolphins. Và đăng rổ một tay của Robert Samson mang về điểm số thứ 17 cho đội chủ nhà. Giờ lại là William Trần, người đang có bóng nhiều nhất bên phía Đà Nẵng Dragons. Vẫn là William Trần. Anh Kiệt đã có lỗi rồi, trọng tài xác định có lỗi của Huỳnh Vĩnh Quang đối với Nguyễn Anh Kiệt. Có vẻ như ngày hôm nay Đà Nẵng Dragon muốn dồn bóng cho William Trần nhiều hơn. Đây có lẽ cũng là một trong những chiến lược của ông Todd Purp trong ngày hôm nay. Tuy nhiên thì Đà Nẵng Dragon vẫn đang đổi 2 điểm. Vẫn đang đổi 2 điểm để lấy 3 điểm của Nha Trang Dolphins. Và đây không phải là một điều gì đấy quá có lợi cho Đà Nẵng Dragon. Nhưng mà Nha Trang Dolphins vẫn đang dứt điểm ở vạch 3 điểm với một hiệu suất rất cao. Có lỗi rồi, và suýt chút nữa đã có lỗi điểm cho William Trần. 8 điểm của Đà Nẵng Dragons vào lúc này thì có 6 thuộc về William Trần. 2 điểm còn lại được ghi bởi German Marrow. Những vệ tinh khác của đội khách đang thi đấu rất mờ nhạt, đặc biệt là Jarius Holder. Ta chưa được nhắc tới tên Holder nhiều anh Hiếu ạ. Chỉ là Jarius Holder còn chưa chạm bóng. Và điểm số vừa rồi là điểm số thứ 7 William Trần. Đang là hiệu suất dứt điểm rất ổn. Mặc dù trượt mất một pha né phạt, mà Darius Gibb vượt qua đánh Kiệt. Nhưng vừa rồi Gibb lại chọn là chuyền chứ không phải là dứt điểm luôn. Một đường phản công nhanh của Đà Nẵng Dragon. Và German Marrow bật chế độ chạy. Cách biệt đang tạm thời là 6 điểm nhưng về Nha Trang Dolphins. Lúc này 6 điểm không phải là một điều gì đó quá đáng ngại với Đà Nẵng Dragons, nhưng họ lại đang để cho hàng ngoài của Dolphins quá thoải mái. Và thực sự vào lúc này các tay ném của đội chủ nhà họ đang quá hot hand. Tới lượt Robert Samson có pha ném 3 thành công đầu tiên của mình trong trận đấu này. Khoảng cách nới rộng lên thành 9 điểm cho Nha Trang Dolphins. Đấy cũng là điều mà tôi vừa nói với anh Đạo ạ. Nếu cứ đổi 2 điểm để lấy 3 điểm thì thực sự là một điều rất đáng báo động. Và anh Kiệt đã có câu trả lời. Samson gọi thì anh Kiệt trả lời. Ném 3 tuy không phải là một điểm mạnh của anh Kiệt, nhưng anh Kiệt vẫn luôn luôn sẵn sàng ra tay nếu như tình huống đó là một tình huống wide open. Sơn Minh Tâm, Dominic Thâm. Tiếp tục là một tình huống ném 3 điểm của Nha Trang Dolphins. Tuy nhiên lần này thì Sơn Minh Tâm lại không thực hiện thành công. William Trần chuyển bóng rất nhanh. German Marrow góc 45 độ không thành công. Nhưng người rebound lại là William Trần. William Trần đang chơi rất hay trong ngày hôm nay. Thật khó tin khi William Trần đã rebound trước mặt của Dominic Thâm. Và sau đó Jarius Holder là người có pha ném 3 thành công tiếp theo cho đội khách. Cách biệt bây giờ chỉ còn là 3 điểm thôi. Pha nhận bóng đầu tiên của Holder trong ngày hôm nay và cũng là pha ném 3 điểm. Và Gibb có câu trả lời. Holder ném được thì Gibb cũng ném được. Hai đội đang thi nhau bắn phá rổ. Và điều quan trọng là họ đang rất hiệu quả. Chúng ta đang được xem một trận đấu mãn nhãn, một thế trận đôi công đầy hấp dẫn giữa hai đội bóng. Holder và người ngăn cản là Robert Samson vừa rồi đã có thông số cho thấy là Nha Trang Dolphins họ thành công ở 5 trên 8 quả ném 3 kể từ đầu trận, một hiệu suất cực cao. Tiếp tục là Madarius Gibb ra tay luôn. 6 trên 9 tình huống 3 điểm thành công và 26 điểm cho Nha Trang Dolphins. Đây đang là một hiệu suất có thể nói là cực kỳ có lợi cho Nha Trang Dolphins trong ngày hôm nay. Vâng, tôi thì không giỏi tính toán nhưng rõ ràng 6 trên 9 quả ném 3 thành công là một con số rất khủng khiếp mà chỉ trong hiệp 1 thôi. Chỉ
trong hiệp 1 thôi. Đội chủ nhà đã có tới 6 pha ném 3 thành công rồi. Nhưng vấn đề là Đà Nẵng Dragons vẫn đang rất cố gắng để bám đuổi và cách biệt chưa phải là quá lớn. Vừa rồi là tình huống để mất bóng tới từ William Trần. 26-17 cách biệt không phải là quá lớn. Và nếu như Đà Nẵng Dragons cũng lựa chọn cho mình phương án tấn công bằng cách set up để ném 3 điểm thì có lẽ khoảng cách này sẽ được rút ngắn rất là nhanh thôi. Đúng vậy, như anh Hiếu đã nói, bên phía Đà Nẵng Dragons họ không ngại với những tình huống đôi công, những tình huống rất là tầm xa bởi họ cũng có những shooter có khả năng dứt điểm rất uy tín. Còn đây là cơ hội dành cho Dominic Thầm. Và ngăn cản tốt, phòng thủ tốt của Darius Holder. Dominic Thầm đã có một pha ném rất cao để một con tay chắn Darius Holder. Tuy nhiên bóng không đi vào rổ, vừa rồi là cú ném 3 điểm không thành công của Morrow. Tiếp tục vẫn là Morrow thủ tốt đến từ vị trí của một Sơn Minh Tâm. Tuy nhiên pha chuyền bóng sau lại thành một turnover cho Đà Nẵng Dragon. Bóng trong tay của Gibbs chuyền bóng rất hay, nhưng Samson lại hơi mất đà và tiếp tục là cắt bóng và có lỗi điểm cho Robert Samson. Cắt bóng rất nhanh và chuyền bóng cũng rất nhanh đến từ vị trí của Gibbs. Đấy là lý do vì sao mà thông số ngay từ đầu trận chúng ta có thể nhìn thấy Gibbs là một cầu thủ đánh có lối chơi playmaker khủng khiếp đến mức như thế nào. Đúng vậy, số lượng kiến tạo trung bình của Gibbs gần gấp đôi so với German Barrow. Và vừa rồi có thêm một kiến tạo nữa, lỗi của Callum Đỗ đối với Robert Samson. Nhưng sau đó thì Robert Samson lấy điểm không thành công. Rebound rất nhanh tới từ Dominic Thầm. Đúng là ở dưới rổ thì làm sao có đối thủ khi mà Dolphins họ sở hữu hai người khổng lồ Dominic Thầm và Robert Samson. Rất khó cho Đà Nẵng Dragon có một matchup có thể đủ sức để có thể rebound lại được với cặp đôi Dominic Thầm và Robert Samson. Pha ném 3 điểm thành công của Jarius Holder. Hai tình huống ném 3 điểm và cả hai tình huống đều ghi được điểm cho Đà Nẵng Dragon đến từ đôi tay của Jarius Holder. Cách biệt bây giờ đang là 11 điểm. Cho tới lúc này thì Đà Nẵng Dragon đã có 3 pha dứt điểm tầm xa thành công rồi và hai trong số đó thuộc về Holder. Robert Samson không được. Vẫn là chiến tranh rebound rất tốt của các cầu thủ nhà trang Dolphins. Gibbs cho rằng vừa rồi mình không hề phạm luật dẫm vạch. Nếu như trọng tài không thổi trong tình huống vừa rồi thì đó sẽ là một pha kiến tạo rất đẹp của Madarius Gibbs. Hoàn toàn mất đà nhưng Gibbs vẫn có thể nhìn thấy Dominic Thầm đang đứng ở dưới rổ. Holder quyết định đánh luôn. Suýt chút nữa đã có 2 điểm cho Jarius Holder. Được phản công dành cho nhà trang Dolphin. Samson. Samson định alley-oop. Nhưng anh quên mất rằng là anh đang định alley-oop với ai. Gibbs đến từ rất xa. Tiếp tục rebound cho Samson và vẫn là Gibbs. Thử sức lần nữa. Và 3 điểm tiếp theo cho Gibbs. Điểm số thứ 34 cho nhà trang Dolphin. Và đó là tình huống ném 3 thành công thứ 8 kể từ đầu trận của các cầu thủ chủ nhà. Holder trả lời. Rất hay. Đó là tình huống cứu bóng tốt của Hứa Anh Kỳ. Bóng trong tay Madarius Gibbs. Có hiệp trợ rất cao của Samson. Samson nhận bóng luôn. Tuy nhiên thì pha dứt điểm của Samson lại không phải là một lựa chọn có vẻ chính xác lắm. Như vậy là thời gian của hiệp thi đấu đầu tiên đã kết thúc. 34-20. Chúng ta có thể thấy là một hiệp thi đấu rất cởi mở của cả hai đội. Điểm số đang lên rất cao trong hiệp thi đấu đầu tiên. Và hiệu suất ném 3 điểm của đội chủ nhà đang là một thách thức, một bài toán khó giải cho Đà Nẵng Dragon. Tất nhiên đây là một trận đấu rất mãn nhãn, rất giàu tính giải trí. Và nó đi theo đúng quỹ đạo mà chúng ta đã kỳ vọng. Tuy nhiên thì như tôi và anh Hiếu đã trao đổi, chúng ta cũng kỳ vọng vào bất ngờ nữa. Nhưng vào lúc này thì khởi đầu tốt dành cho Đà Nẵng Dragon là chưa có. Cái biệt 14 điểm không phải là không thể bị san lấp. Nhưng họ sẽ làm thế nào đây trước một nhà trang Dolphins đang khá vượt trội? Chúng ta sẽ cùng phải chờ đợi thôi.
Vâng, và chúng ta đã quay trở lại với hiệp thi đấu thứ hai giữa Nha Trang Dolphin và Đà Nẵng Dragon. Hiệp thi đấu đầu tiên đã diễn ra vô cùng cởi mở và đúng với những gì khán giả thì người hâm mộ mong chờ. Ta vẫn phải chờ đợi Đà Nẵng Dragon trong hiệp thi đấu thứ hai có một động thái gì để có thể tạo nên một điểm khác biệt trong trận đấu ngày hôm nay. Trong hiệp một thì cả hai đội đều lấy công bù thủ để xem đội bóng nào dứt điểm tốt hơn mà thôi. Và Dolphins với những tình huống ném ba rất tín của mình đang tạo ra cách biệt 14 điểm. Darius Solder phòng ngự rất hay. Đó là tình huống mà Nguyễn Phúc Vinh và Hứa Kỳ Anh đã cùng với nhau ngăn cản thành công cầu thủ đối phương. Sau đó chúng ta đã có thêm một pha ném ba thành công nữa rồi, đó là pha dứt điểm của Mai Phước Thịnh. Nha Trang Dolphins 83 và Đà Nẵng Dragon 4/9. Hiệu suất ném 3 điểm của cả hai đội trong ngày hôm nay. Đà Nẵng Dolphins vẫn đang nhỉnh hơn và thực hiện nhiều pha ném 3 điểm hơn. Tiếp tục là một pha 3 điểm thành công nữa của Nha Trang Dolphins. Đó là tình huống của Nguyễn Phúc Vinh. Phúc Vinh là cái tên tiếp theo ném 3 thành công bên phía Nha Trang Dolphins. German Morrow, cú ném rất vội nhưng vẫn có điểm, và đó là pha xử lý tuyệt vời của lão tướng Triệu Hán Huỳnh. Hai đội thay nhau bắn phá đội bảng rổ của đối phương và hiệu suất lúc này là cực cao. Dominic Thâm đã có lỗi đối với Thâm. Cảm tưởng như chúng ta đang được xem một cuộc thi bắn súng chứ không phải là một cuộc thi đấu bóng rổ nữa anh Đạo ạ. Tôi nghĩ là đang theo dõi 3 point contest. Hai đội bóng rất chủ động dứt điểm tầm xa. Vừa rồi thì là một tình huống tấn công dưới rổ hiếm hoi và Dominic Thâm đã bị phạm lỗi. Bóng vẫn tiếp tục trong tay ở các cầu thủ Nha Trang Dolphins. Tiếp tục là một pha ném 3 điểm nhưng lần này thì không có điểm cho Nha Trang Dolphins. Và Darius Gibb. German Morrow. Một tình huống hứa hình của Morrow suýt chút nữa anh đã bị mất bóng. Morrow đang gọi bài chạy. Darius Solder. William Trần tiếp tục xuất hiện ở vị trí đỉnh của hình thang. Và hai điểm tiếp theo của William Trần. Có vẻ như vị trí này là vị trí ưa thích của William Trần trong ngày hôm nay. Và anh đang thực hiện rất nhiều những tình huống đánh ở vị trí này và nó đang đem lại hiệu quả nhất định cho Đà Nẵng Dragon. Tỷ lệ field goals của William Trần lúc này đang lên tới 80% và anh đã có 9 điểm rồi. Một lần nữa thì chúng ta được chứng kiến pha đột phá vào trong của Dominic Thâm. Và đã có lỗi phòng ngự bên phía Đà Nẵng Dragons. Ngày hôm nay thì khi hai đội cùng lựa chọn cho mình những bài đánh ném ở tầm xa thì những cầu thủ ở phía trong thuần đánh trung phong như Dominic Thâm đang chưa thể hiện được quá nhiều đất diễn. Nhưng nếu họ thể hiện thì sẽ rất nguy hiểm và chúng ta đã thấy hiệu quả ra sao với những tình huống dù ít nhưng rất chất lượng tới từ Dominic Thâm hay là Robert Sampson kể đều trận. Và đây là một lối chơi mà rõ ràng chúng ta thấy hiệu quả thuộc về phía Nha Trang Dolphins, những người có được ưu thế về mặt con người, về mặt thể hình. Một trong những lý do mà các cầu thủ Nha Trang Dolphins lựa chọn cho mình những cú ném tầm xa bởi vì họ rất tự tin. Khi ở vòng trong của họ có cả Dominic Thâm, có cả Robert Sampson, họ tin rằng nếu họ có không may ném trượt thì vẫn còn hai tòa tháp đôi ở trong đó sẵn sàng huy bao bóng bất kỳ lúc nào. Darius Holder quyết định một pha cá nhân nhưng lần này lại là một turnover cho Đà Nẵng Dragon. Vừa rồi chúng ta có thể thấy Triệu Hán Minh đã chạy ở một vị trí rất thoáng nhưng Holder lại quyết định đột phá. Có vẻ như là một lựa chọn không được chính xác cho lắm của Holder khi Triệu Hán Minh đã có một tình huống fake screen. Holder vào lúc này đã có được 6 điểm, tất cả đều đến từ hai tình huống ném 3 mà thôi. Đóng góp của Holder ngày hôm nay chưa thực sự nổi bật đến với Đà Nẵng Dragons và lại có thêm ném 3 thành công nữa đến từ đội chủ nhà. Huỳnh Vĩnh Quang có pha ném 3 chính xác thứ 3 của riêng mình kể từ đầu trận và là pha ném 3 thành công thứ 10 của Nha Trang Dolphins. Gip đang cười rất tươi anh Đạo ạ. Holder, Triệu Hoán Minh, câu trả lời của Triệu Hoán Minh. Nhưng lần này thì bóng lại không đi vào rổ. Nha Trang Dolphins vẫn đang có một hiệu suất ném 3 điểm rất tốt trong trận đấu ngày hôm nay. Dominic Thâm, đường truyền rất thông minh của Dominic Thâm.
nhiên thì lần này lại không dứt điểm thành công. Trọng tài vẫn xác định có lỗi của Phúc Vinh đối với Jordan Barrow. Nếu như vừa rồi Phúc Vinh dứt điểm thành công cú 3 điểm đó thì đấy cũng là một bài đánh rất hay của Nha Trang Dolphin. Lúc này thì Phúc Vinh và Dominic Thâm là hai cầu thủ trong đội xuất phát của Nha Trang Dolphin chưa có ném 3 thành công. Và họ cũng sẽ thử sức mình trong thời gian sắp tới thôi. Và có lỗi điểm rồi, nỗ lực đột phá cá nhân rất hay của Jarius Holder. Vừa rồi là một tình huống của Jarius Holder cho thấy không chỉ về mặt kỹ thuật mà về mặt kinh nghiệm, cầu thủ này vô cùng dày dặn. Ta cùng xem lại tình huống quay chậm, qua được Dominic Thâm và cầu lỗi thành công với Huỳnh Vĩnh Quang. Holder là một cầu thủ cũng rất nguy hiểm, và nếu như các vệ tinh xung quanh Holder phát huy được hết sức mạnh của mình, đây sẽ là tay ghi điểm ở tầm sát thủ. 41-31, biệt đang là 10 điểm trong màn chiến thắng phim. Darius Gibbs, Richard Gibbs, và vừa rồi thì Holder đã thủ tốt khi đối mặt cùng với Dominic Thâm, đã có thêm turnover tới từ đội chủ nhà Nha Trang Dolphins. Kể từ đầu trận thì Dolphins mất bóng 4 lần, trong khi đó con số với Dragons đó là 6. Holder ném rất nhanh và đã có va chạm rồi. Dominic Thâm là người bị thổi phạt. Các cầu thủ Đà Nẵng Dragons đang cố gắng để câu lỗi những big man bên phía Nha Trang Dolphins. Như chúng ta đã phân tích từ đầu trận anh Đạo, Dominic Thâm cũng như là Robert Sanson là những cầu thủ có khả năng phạm lỗi rất cao. Và chính vì vậy đây cũng là một trong những lợi dành cho Đà Nẵng Dragons, thì họ có thể tận dụng tối đa việc câu lỗi với hai big man này. Và đó sẽ là phần việc của những cầu thủ rất dày dặn kinh nghiệm và tinh quái như Jordan Barrow hay Jarius Holder. Vừa rồi cũng chỉ mới là lỗi cá nhân đầu tiên của Thâm thôi. Trong khi đó thì Robert Sampson hiện tại thì vẫn còn đang chưa mắc bất cứ một lỗi cá nhân nào. Trận đấu ngày hôm nay Jarius Holder đã có 11 điểm. Vừa rồi thì anh thực hiện thành công 2 trên 3 trận đánh phạt của mình. Trận đấu ngày hôm nay cũng là một trận đấu rất cởi mở. Ngay từ trận đấu đầu tiên chúng ta nhìn thấy thế trận như vậy, nên là việc Sampson cũng như là Dominic Thâm không phạm quá nhiều lỗi như các cầu thủ khác cũng là một điều khá dễ hiểu. Sơn Minh Tâm đến 3 điểm thành công tiếp theo của Sơn Minh Tâm, và 3 điểm tiếp theo cho Nha Trang Dolphin. Nụ cười rất tươi của Sơn Minh Tâm, có vẻ như đội chủ nhà đã tập các tình huống ném xa rất nhiều lần để sẵn sàng cho trận thi đấu ngày hôm nay. Đó là cú ném ở một tư thế rất khó của Sơn Minh Tâm, và Sơn Minh Tâm trở thành cầu thủ thứ 7 của Nha Trang Dolphins có được một pha ném ba, ít nhất là một pha ném ba thành công cho tới lúc này của trận đấu. Và chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi xem là liệu họ có thể hướng tới được những kỷ lục như thế nào nếu như duy trì được phong độ như hiện tại. Phong độ ném không biết trượt, quá khó giải cho Đà Nẵng Dragons. Có một trận đấu không mang quá nhiều ý nghĩa về mặt, về nhiều mặt, thì có vẻ như Nha Trang Dolphin đang set up những bài đánh từ tầm xa rất hiệu quả. Trong khi đó thì Đà Nẵng Dragons lại chưa thực hiện được quá nhiều tình huống ném 3 điểm thành công, và thậm chí là họ còn ném ít hơn đối thủ của mình rất nhiều. Lựa chọn chuyền bóng cho William Trần ở đỉnh của hình thang vẫn đang được tận dụng. Và có vẻ như đây cũng là một trong thế mạnh của William Trần trong ngày hôm nay. Nhưng đổi 2 điểm để lấy 3 điểm vẫn là một phương án gì đấy không khả thi. Đương nhiên rồi, chúng ta nghe 2,3 rồi là đủ hiểu nó chênh lệch như thế nào. Nhưng đó là trong một bối cảnh mà Đà Nẵng Dragons thực sự đang rất bế tắc trước đội chủ nhà. Vừa rồi là thống kê quá ấn tượng của Huỳnh Vĩnh Quang, người đang sở hữu tỷ lệ ném 3 100% lúc này với 4 pha ra tay, tất cả đều thành công. Jordan Morrow dứt điểm từ góc không độ, không được rồi. Và người rebound đó là Robert Sampson. Đó là đội phim Dominic Thâm, và 2 điểm tính cho Dominic Thâm. Nha Trang Dolphin đã thực hiện thành công 11 tình huống ném 3 điểm. Liệu ngày hôm nay họ có vượt qua được kỷ lục của VBA là 17 tình huống 3 điểm trong một trận đấu hay không? Điều đấy rất có thể sẽ xảy ra vào ngày hôm nay tại nhà thi đấu của Đại học Nha Trang. Kéo Jarius Holder, tình
huống step back và ném 3 điểm. Step back thì đẹp nhưng ném 3 điểm thì không thành công. Gibbs chuyển bóng rất nhanh cho Dominic Thâm. Làm sao để có thể cản được Thâm trong tình huống vừa rồi đây? Quá khó. Lỗi điểm rồi. Thực sự là chúng ta cảm thấy tương đối bất lực dành cho phòng thủ của Đà Nẵng Dragons khi họ bị thua thiệt quá nhiều về mặt thể hình. Và trong những tình huống tranh chấp như thế này thì có lẽ chỉ có cách phạm lỗi mới ngăn cản được Thâm mà thôi. Nhưng vừa rồi phạm lỗi cũng không thể ngăn cản được Thâm. Có một tình huống 3 point play anh Đạo ạ. Tôi nói có lẽ thôi. Và Đỗ Minh Thâm đã ném phạt thành công. Anh có điểm số thứ 10 cho bản thân mình trong trận đấu ngày hôm nay. Và cách biệt ra đội bóng được nới rộng lên thành 16 điểm, 49-33. Lợi thế thuộc về đội chủ nhà Nha Trang Dolphins. Chuyền bóng rất hay cho anh Kiệt nhưng anh Kiệt lại không ném 3 điểm. Quyết định đột phá vào trong và thực hiện một tình huống ném trung bình. Nhưng có vẻ tình huống ném trung bình của anh Kiệt lại không chính xác. Vĩ Quang tiếp tục là Sơn Minh Tâm. Gibbs là người nhận bóng. Dominic Thâm. Gibbs có một nhịp nhứ. Vâng, và chúng ta lại đang được thấy cuộc chiến bất cân đối của Nha Trang Dolphins và Đà Nẵng Dragons. Ai có thể rebound lại được với Robert Samson trong tình huống vừa rồi đây? Nếu như có thể rebound được với Robert Samson thì lại vẫn còn Dominic Thâm. Số thứ 51 của Nha Trang Dolphins, Jarius Holder. Và xác định là có lỗi đánh tay của Gibbs cho Holder. Vừa rồi là lỗi cá nhân thứ hai của Madarius Gibbs. Thật sự khó anh Đạo ạ. Nếu như Đà Nẵng Dragon cắt người ra để kèm Dominic Thâm tập trung và kèm Dominic Thâm cũng như Robert Samson thì hàng ngoài của họ hoàn toàn hồng. Và trong một ngày mà các tay ném của Nha Trang Dolphins đang cực kỳ cháy như vậy thì có lẽ 5 cái bình cứu hỏa là không đủ. Vâng, đúng là những bài toán quá khó giải dành cho huấn luyện viên Toppers và các học trò. Nhưng họ vẫn phải cố gắng thôi. Cố gắng và mong chờ vào điều kỳ diệu. Bởi quả thực vào lúc này chúng ta chưa nhìn ra được nhiều phương án để cho Đà Nẵng Dragons có thể xoay chuyển cục diện. Những tay ném của họ vẫn thi đấu rất cố gắng. Tinh thần là điều mà chúng ta không phải bàn cãi với Đà Nẵng Dragons. Nhưng vấn đề là vào lúc này mọi thứ đang chống lại họ. Thiên thời địa lợi nhân hòa, tất cả đều không thuộc về Đà Nẵng Dragons. Bóng trong tay của Robert Samson. William Trần là người theo kèm với Robert Samson. Rất hay Sơn Minh Tâm. Có thể dứt điểm Nguyễn Hoàng Phúc. Hoàng Phúc đã không thành công với cú ném 3 của mình. Vừa rồi có lẽ ý đồ của Samson là truyền cho Hoàng Phúc để ném chứ không phải là để truyền cho Sơn Minh Tâm. Đã có lỗi xảy ra. Không phải xác định là lỗi cản người. Cản người thuộc về Sơn Minh Tâm. Không phải như vậy là lỗi cản người thuộc về Dominic Thâm. Nha Trang Dolphins vẫn đang tập trung vào để set up những bài đánh ném từ góc rất xa, góc 45, góc không độ ném 3 điểm. Tập trung vào những tình huống ném 3 điểm. Và nếu như họ trượt thì đã có Dominic Thâm cùng Robert Samson ở phía trong. Phút dừng giờ của trọng tài. Như vậy trọng tài xác định là sẽ có hai tình huống ném phạt cho Đà Nẵng Dragon khi Nha Trang Dolphins đã phạm quá số lỗi đồng đội. Cuộc đối đoán Đà Nẵng Dragon ngày hôm nay là trận đấu tiếp theo mà Nha Trang Dolphins được chơi tại sân nhà của mình. Và họ sẽ còn hai trận đấu cuối cùng của mùa giải chính cũng tại nhà thi đấu Đại học Cần Thơ. Đại học Nha Trang đó là màn so tài với Cần Thơ Catfish và trận đấu đáng chú ý với Hà Nội Buffaloes. Do đó thì các đội bóng sẽ bước vào giai đoạn playoffs của mùa giải. Và lúc này chúng ta đã xác định được 4 cái tên có mặt ở giai đoạn tiếp theo của mùa giải năm nay, đó là Hà Nội Buffaloes, Dragon Heat, Nha Trang Dolphins và Thăng Long Warriors. Những trận đấu còn lại sẽ có nhiệm vụ đó là phân định thứ hạng và phân định những cặp bán kết mà thôi. Và tất cả vào lúc này đều đang rất chờ đợi xem là những toan tính của các đội bóng như thế nào cho giai đoạn playoffs quan trọng. Sẽ là giai đoạn mà các đội bóng củng cố về nhân sự cũng như có những sự thay đổi về chiến thuật để phù hợp hơn, vì đây sẽ là một giai đoạn thi đấu rất căng thẳng. Vừa rồi thì Gibbs đã bị phạm lỗi. Lỗi thuộc về Ca Lâm Đỗ. Lỗi cản người Sơn Minh Tâm.
Robert Samson. Tiếp tục là một pha ném 3 điểm thành công của Robert Samson. Cản như thế nào đây? Đúng là với tâm lý thoải mái, một tâm lý được coi là cửa trên, thì các cầu thủ nhà trắng Dolphins đang ném không biết trượt là gì, rất khó để ngăn cản. Họ đột phá rất hay, đã có thêm 2 điểm được tính cho các cầu thủ Đà Nẵng Dragons, đó là Dương Đức Chí. Điểm số thứ 39 cho đội bóng áo trắng ở trong trận đấu này, và họ vẫn cố gắng để không cho nhà trắng Dolphins tạo ra cách biệt quá xa. Nhưng mà ngăn cản thế nào đây, cứ đổi 2 điểm để lấy 3 điểm thôi. Robert Samson đang quá vào tay vào lúc này. Không có một phương án nào để có thể ngăn cản các họng súng của nhà trắng Dolphins. Người nào cũng có thể ném 3 điểm. Có lỗi xảy ra. Trọng tài xác định sẽ có 2 tình huống ném phạt cho German Marrow. Và có vẻ như lỗi cản người là của Sơn Minh Tâm. Đà Nẵng Dragon có lẽ cần phải có hẳn một biệt đội cứu hỏa để có thể tạm thời ngăn cản được, mong mỏi mà ngăn cản được các tay ném của nhà trắng Dolphin. Mặc dù điều đó là rất khó. Và ném phạt thứ 2 không thành công của German Marrow. Marrow ngày hôm nay cũng chưa ném 3 điểm quá nhiều. Vẫn đang trong tay của cầu thủ nhà trắng Dolphin. Đó mới cầm quyết định đối mặt luôn với Jarius Holder. Holder không thể cản nổi Dominic Thâm trong tình huống vừa rồi. Thế thì Holder chưa bao giờ là một cầu thủ mà chúng ta đánh giá anh quá cao ở khía cạnh phòng ngự. Holder quyết định ném 3. Không thành công mất rồi, và người rebound cho Dolphins đó là Madarius Gibbs. Madarius Gibbs qua người quá dễ dàng và lại truyền ra cho Robert Samson. Lần này thì Samson không thành công với cú ném 3 của mình. Đột vào trong. Hai họng pháo hạng nặng của nhà trắng Dolphins xe theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đã phối hợp với nhau. Thật sự khó cho Đà Nẵng Dragon trong tình huống vừa rồi. Có thể thấy là Holder thậm chí còn như vậy là 2 điểm tính cho Jarius Holder. Holder thậm chí còn lùi ra phía sau và chủ động né tránh cản phá đối với Dominic Thâm. Và có vẻ như để cảm ơn cho tình huống đó thì Thâm đã kiến tạo trở lại cho Jarius Holder. 42-61 dành cho Đà Nẵng Dragons. Cách biệt bây giờ là 19 điểm. Thực ra tình huống lùi lại của Jarius Holder cũng có thể dễ hiểu thôi anh Đạo ạ. Bởi vì nếu như cố gắng cản phá Dominic Thâm thì thêm đau người mà thôi. Có lẽ là Jarius Holder sẽ để sức đó để tấn công thì hơn. Thì bóng là rất hay, nhưng thì Samson lại hơi quá đà. Tiếp tục là pha ném 3 điểm. Nhưng vừa rồi chúng ta có thể thấy nếu như Samson có thể bắt bóng chắc tay hơn một xíu nữa thì tiếp tục sẽ là một rebound cho cá nhân Samson cũng như là nhà trắng Dolphin. Việc rebound đang là rất khó đối với Đà Nẵng Dragon. Trong khi đó với Robert Samson thì nó lại là công việc quá đơn giản. Anh chuẩn bị có cho mình double double rồi. Robert Samson hiện tại đã có được 17 điểm và 7 rebound. Bên cạnh đó là 4 kiến tạo và có được 3 pha ném 3 thành công kể từ đầu trận, đạt tỷ lệ là 80%. Những con số thống kê cho thấy Robert Samson đang quá toàn diện ở toàn mặt sân. Thì họ đã có một Dominic Thâm sẵn sàng rebound và thực hiện second chance ở phía sau, ở phía trong, cũng như có một playmaker như là Madarius Gibbs. Việc của Samson có lẽ chỉ là tất cả mọi người đã lên đạn và anh chỉ việc bắn phá mà thôi. Vâng, đó là sự đa dạng bên phía nhà trắng Dolphins. Trong khi đó với Đà Nẵng Dragons thì chúng ta khó lòng có thể tìm ra được điều đó. Hiện tại thì những bài toán dành cho huấn luyện viên Topps là thực sự khó giải, bởi dù thế nào, dù cách nào hay cách khác thì Dragons vẫn bị lép vế, vẫn bị thua thiệt. Và họ có lẽ chỉ biết tìm cách đánh đổi sao cho ít bị thiệt hại nhất mà thôi. Samson đã có cho mình 17 điểm, thực hiện thành công 7 trên 12 tình huống dứt điểm, 3 trên 5 tình huống 3 điểm và có 7 rebound. Một chỉ số thống kê có thể nói đến thời điểm này là cực hoàn hảo dành cho Robert Samson trong buổi tối ngày hôm nay. Và cũng có một điều rất đáng chú ý là Đà Nẵng Dragon đang chưa thực hiện một bài chạy nào cụ thể, một bài phối hợp nào cụ thể, mà họ đang dựa quá nhiều vào những tình huống cá nhân, tình huống lên tiếng của các siêu sao. Holder, và vừa nói xong thì đã có một bài chạy để ném 3 điểm của Đà Nẵng Dragon. Nhưng Calum Đỗ thì lại dứt điểm không thành công. William Trần chuyển bóng ra và mất bóng rồi. Một turnover tiếp theo cho Đà Nẵng Dragon.
và Dominic Thiem quyết định không đánh một mình. Người vừa dứt điểm thành công là cầu thủ trẻ Nguyễn Hoàng Phúc. Hai điểm tiếp theo là nhà trắng Dolphin 63-42. Đó là kiến tạo thứ 5 kể từ đầu trận của Thâm. Darius Solder. Trọng tài xác định đã có lỗi phòng ngự của cầu thủ bên phía đội chủ nhà. Lúc này thì thời gian còn lại của hiệp 2 là 33 giây. Và chỉ chưa qua một nửa thời gian thi đấu thì bên phía đội chủ nhà đã có 3 cầu thủ có được trên 10 điểm, đó là Robert Samson, Dominic Thiem và Huỳnh Vĩnh Quang. Huỳnh Vĩnh Quang thì có những pha ném ba quá chất lượng, 4 trên 4 pha ném ba và tất cả điểm số của anh đến từ tầm xa. Đã có thấy không, ngày hôm nay mới chỉ là hiệp thi đấu thứ 2, mặc dù còn 33 giây thôi, nhưng điểm số của đội chủ nhà đã cán mốc 63 điểm. Vừa rồi là một tình huống ném phạt thành công của Darius Holder. Một điểm số rất cao. Không chỉ có Nha Trang Dolphin mà ngay cả Đà Nẵng Dragon 63-43 là một tỷ số rất cao của VBA. Steven Morrow. Dứt bóng rất nhanh của Morrow. Và hai điểm tiếp theo cho cá nhân Morrow. Vâng, chúng ta vẫn thường nói vui. Vẫn thấy câu nói vui đó là nếu muốn lập kỷ lục thì hãy gặp Đà Nẵng Dragons ở mùa giải năm nay. Đà Nẵng Dragons là nạn nhân của rất nhiều những kỷ lục rồi. Và nếu như ngày hôm nay họ trở thành nạn nhân tiếp theo của những kỷ lục được tạo nên bởi Nha Trang Dolphins thì chúng ta có lẽ không thấy bất ngờ nữa. Có lẽ dùng từ nạn nhân thì không được chuẩn lắm. Pha ném 3 điểm của Đức Trí lần này không thành công. William Trần đã rebound được bóng. Phải xác định là có lỗi. Và William Trần sẽ được thực hiện hai pha ném phạt. Quay trở lại với câu chuyện nạn nhân của kỷ lục thì có lẽ chúng ta nên dùng từ là kiến tạo cho kỷ lục thì hơn. Đà Nẵng đang đóng vai của một người kiến tạo, anh Đạo ạ, kiến tạo cho quá nhiều kỷ lục của VBA trong mùa giải năm nay. Những kiến tạo khi mà họ không hề mong muốn điều đó. Giờ sẽ là những ném phạt của William Trần. William Trần ngày hôm nay cũng đang có được sự khởi đầu không hề tệ một chút nào so với chính anh ở quãng thời gian đầu mùa giải. Vừa rồi là điểm số thứ 10 của William Trần kể từ đầu trận. Sau hai pha ném phạt thành công, như vậy là không có buzzer beater dành cho Nha Trang Dolphin. Hoàng Phúc với pha dứt điểm cuối cùng không thành công. Và thời gian thực hiện thi đấu thứ 2 cũng đã kết thúc. Chúng ta sẽ tạm nghỉ giữa giờ và cùng chờ đợi những diễn biến của hiệp thi đấu thứ 3 để xem Đà Nẵng Dragon liệu rằng có thể làm nên một điều bất ngờ trong ngày hôm nay hay không. Đó là điều mà chúng ta kỳ vọng, đó là điều mà rất nhiều khán giả trung lập tại VBA đang rất kỳ vọng, đang rất mong chờ. Bởi rõ ràng không ai mong muốn nhìn thấy một đội bóng để thua trong cả mùa giải cả. Nhưng hiện tại thì khoảng cách đang là 16 điểm, vẫn là việc phải leo núi dành cho Đà Nẵng Dragons. Họ sẽ phải cố gắng, đương nhiên là như vậy. Và những bài toán dành cho huấn luyện viên Todd Burns là rất khó khăn, nhưng ông và các học trò cần phải giải đáp.
Và ngay bây giờ, để không khí thêm phần sôi động và nhiệt huyết hơn thì chúng ta hãy cùng chào đón màn nhảy độc đáo và cực kỳ nóng bỏng đến từ các cô gái Aqua Girl. Số thống kê của hai đội bóng Nha Trang Dolphins và Đà Nẵng Dragons sau nửa đầu của màn so tài này. Về tỷ số thì như đã nói, cách biệt đang lên tới 16 điểm dành cho đội chủ nhà. Họ đang có được tỷ lệ giữ điểm rất tốt, 24/40. Trong khi đó bên phía Đà Nẵng Dragons 15/31 của đội bóng dẫn dắt bởi huấn luyện viên Todd Purps cũng không phải là quá tệ, nhưng rõ ràng là khá thua kém so với Dolphins. Điểm thua kém này còn đang thể hiện ở những cú ném 3 điểm. Anh đã có thấy không? Trong khi Nha Trang Dolphins thực hiện 13, thành công 13 trên 24 cú ném, thì con số ngược lại của Đà Nẵng Dragons thì lại đang vô cùng đáng báo động. Mặc dù họ có cho mình những German Marrow, có cho mình những Jarius Holder, nhưng họ lại đang không thực hiện được quá nhiều cú ném xa. Còn đây là Robert Sampson và Jarius Holder. Sampson đã có cho mình 17 điểm, trong khi đó thì Holder mới có 16, chỉ cách biệt 1 điểm mà thôi. Nhưng field goal, tỷ lệ dứt điểm thành công của Samson thì đã đang nhỉnh hơn với 7/12 tình huống ném thành công. Còn Jarius Holder mới chỉ có 4/10 và thực hiện thành công 2/5 tình huống ném 3 điểm. Trong khi đó thì Samson lại đang nhỉnh hơn với một pha ném 3 điểm thành công nhiều hơn so với Jarius Holder và rebound cũng nhiều hơn nữa, 3 tình huống liền. Nhỉnh hơn là điều mà chúng ta đã nói rất nhiều, bởi Robert Samson thực sự là một cầu thủ rất toàn diện ở cả hai đầu sân. Anh ta đã có được 7 rebound cùng 4 kiến tạo rồi. Trong khi đó, bên phía Holder, cầu thủ này đang không có nhiều đóng góp về lối chơi chung khi chưa có bất cứ một đường chuyền nào để đồng đội ghi điểm. Và bên cạnh đó thì Holder cũng đã một lần để mất bóng.
Rõ ràng xét về mặt điểm số thì không quá chênh lệch, nhưng chúng ta có thể thấy sự đóng góp, vai trò của Robert Sampson trong lối chơi của Nha Trang Dolphins là tốt hơn rất nhiều so với Holder. Holder cũng không phải là một cầu thủ có thiên đường đánh ở khu vực hình thang quá nhiều, và chính vì lẽ đó mà việc giao đến Holder không ảnh hưởng quá nhiều đến lối chơi của Đà Nẵng Dragons là một điều dễ hiểu. Đây là Huỳnh Vĩnh Quang. Vĩnh Quang ngày hôm nay đã có cho mình 12 điểm cùng với tỷ lệ dứt điểm thành công ở vị trí 3 điểm là 100% với 4 tình huống dứt điểm thành công, và đã có 2 kiến tạo cho bản thân mình. Vĩnh Quang chính là người mở ra một cơn mưa 3 điểm cho trận đấu ngày hôm nay tại nhà thi đấu Đại học Nha Trang. Và liệu con số kỷ lục 17 tình huống ném 3 thành công trong một trận đấu của VBA có bị phá vỡ bởi Dolphins hay không, khi bây giờ họ chỉ còn cách kỷ lục đó có 4 điểm thôi, và thời gian 4 phát ném 3 thôi, và thời gian còn lại của trận đấu là rất nhiều, còn 2 hiệp nữa cơ. Liệu Vĩnh Quang và các đồng đội có thể đạt tới cột mốc ấn tượng trong lịch sử VBA hay không? 18 phát ném 3, đó hoàn toàn là một con số rất có thể bị phá vỡ, được kiến tạo, bởi chúng ta có thể hiểu đơn giản là trong 2 hiệp còn lại họ chỉ cần ném 3 thành công 4 cú nữa thôi. Đây sẽ là một bài toán có vẻ là dễ với Nha Trang Dolphins, tuy nhiên vẫn còn phải chờ những tình huống diễn biến tiếp theo của trận đấu anh đạo ạ. Nếu như nói vui thôi, có một cái biến cố gì đó xảy ra thì có lẽ là kỷ lục cũng sẽ không bị phá vỡ, nhưng điều đấy là rất thấp. Còn trên màn ảnh nhỏ, quý vị các bạn đang là Jermaine Morrow với vỏn vẹn 7 điểm, tỷ lệ dứt điểm thành công là 3/8 và thực hiện 0/4 cú ném 3 điểm. Đây là một con số rất tệ của cá nhân Jermaine Morrow trong trận đấu ngày hôm nay, mặc dù chúng ta đều biết rằng Jermaine Morrow là một có một biệt danh là cầu thủ của hiệp thi đấu thứ 3, nhưng vẫn là một hiệu suất rất đáng báo động của Morrow. Mà như anh Hiếu Trần nói về biến cố thì đợt này biến cố tôi không nghĩ là đến với Nha Trang đâu, mà đến với Đà Nẵng Dragons. Và chúng ta thấy là về mặt tâm lý thì trong nhiều trận đấu gần đây, các ngoại binh của Đà Nẵng Dragons họ không có được một sự ổn định về mặt tâm lý. Ngay chính bản thân Jermaine Morrow đã từng bị chốt quyền thi đấu, rồi Holder cũng như vậy, và thậm chí cả huấn luyện viên Todd Purps nữa. Ngày hôm nay chúng ta không thấy nhiều những tình huống chỉ đạo quen thuộc của ông Todd Purps, mà là trợ lý của ông Todd Purps đang là người trực tiếp chỉ đạo các cầu thủ Đà Nẵng Dragons ở trên sân. Có lẽ đây cũng là một động thái để giảm tải cho những tình huống căng thẳng của ông Todd Purps trong những trận thi đấu vừa qua. Trợ lý huấn luyện viên luôn là một người sẵn sàng backup ở phía sau để có thể giúp cho huấn luyện viên của mình có một cái đầu lạnh hơn. Thì huấn luyện viên không phải là một cái máy không thể nào bao quát 100% những tình huống ở trên sân cũng như những tình huống ở hàng bench của mình được. Thì trợ lý huấn luyện viên là một người vô cùng quan trọng. Với tôi thì tôi nghĩ rằng vào lúc này ông Todd Purps cũng đang cố gắng để hạn chế việc có thêm những tranh cãi với các trọng tài. Todd Purps là một vị huấn luyện viên mà chúng ta đều biết là rất nóng tính, là rất thường xuyên phải nhận tách với những tranh cãi với trọng tài.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng trở lại với nhà thi đấu Đại học Nha Trang để tiếp tục theo dõi hiệp đấu thứ 3 trong màn so tài giữa Nha Trang Dolphins và Đà Nẵng Dragons. Bóng trong tay của các cầu thủ Nha Trang Dolphins và Dominic Thâm là người đã giúp cho đội chủ nhà có thêm 2 điểm ở nửa sau của trận đấu này. Một tình huống ghi điểm rất dễ dàng của Dominic Thâm trước Báo Đen Anh Kiệt. Rất khó để có thể anh Kiệt có thể cản phá được, nhưng đây là một tình huống dứt điểm của German Marrow. Đánh rất mạnh mẽ vào vị trí của Huỳnh Vĩnh Quang. Dù Samson đã dình để có một pha block, tuy nhiên thì lại block trượt. Một đường truyền có ý đồ dành cho Dominic Thâm nhưng lại không đến tay của Dominic Thâm, và vừa rồi là hai điểm của William Trần. Tiếp tục vẫn là cầu thủ số 8. William Trần đang duy trì tỷ lệ field goal rất tốt của mình. Và vừa rồi là điểm số thứ 13 của anh kể từ đầu trận. Dominic Thâm kích ra ngoài. Và đã có 3 điểm được tính cho Nguyễn Phúc Vinh. Đó là pha ném 3 thành công đầu tiên kể từ trận của cầu thủ mang áo số 6. Các bài setup ngày hôm nay vẫn đang ở mức là small ball của ông Petrat Lukic. Và các cầu thủ của Nha Trang Dolphins vẫn có rất nhiều khoảng trống để có thể ném 3 điểm. Đã có lỗi dành cho German Marrow. Lỗi của Vĩnh Quang trong một tình huống cố gắng cản phá German Marrow. Một pha chọc bóng có ý đồ của Vĩnh Quang nhưng trọng tài xác định là có lỗi cản người. Phạt bóng biên cho Đà Nẵng Dragon. William Trần. Suýt chút nữa thì William Trần đã bị mất bóng sau pha steal của Dominic Thâm. William Trần. Anh đạo ạ, chúng ta đang nợ William Trần một lời xin lỗi trong ngày hôm nay. Thật ra thì tôi xin lỗi William Trần từ trước rồi. Và ngày hôm nay thì anh đang tiếp tục cho chúng ta thấy là những người đã có những chỉ trích dành cho William Trần đang sai lầm ra sao. Nhưng có vẻ như sự trở lại của William Trần là hơi muộn màng. Và phản công rất tốt của các cầu thủ Đà Nẵng Dragons sau tình huống mất bóng của Nha Trang Dolphins. Và anh Kiệt là người ghi điểm số thứ 55 dành cho đội khách. Bên phía đội chủ nhà, huấn luyện viên Petrak Lukic đã xin hội ý. Vừa rồi là một tình huống no look pass rất nhanh và mẫu mực của German Marrow. Anh Kiệt là người chạy lên và Marrow có lẽ cũng đã nhìn thấy hình bóng người đồng đội của mình chạy lên trong một tình huống cố gắng tranh cướp bóng với Madarius Gibb. Và no look pass, một đường truyền khá đẹp và vô cùng mẫu mực dành cho người đồng đội anh Kiệt. Đó là tình huống kiến tạo thứ 5 kể từ đầu trận của German Marrow. Và đây có lẽ cũng là một trong những tình huống đáng chú ý nhất của trận đấu. Đường truyền rất hay của Marrow. Dù sao thì vào lúc này Đà Nẵng Dragons vẫn đang rất cố gắng, đặc biệt là với các ngoại binh. Đó là điều mà chúng ta sẽ cần phải ghi nhận khi mà trong khoảng thời gian gần đây thì Holder hay là German Marrow đã cho chúng ta cảm giác là họ không có được sự ổn định về mặt tâm lý. Còn đây là thông số ấn tượng của William Trần, 15 điểm với 6 trên 7 tình huống dứt điểm thành công kể từ đầu trận. Đó là một hiệu suất tuyệt vời của cầu thủ màu số 8 bên phía Đà Nẵng Dragons. Cách biệt bây giờ chỉ còn là 13 điểm. Con số cũng không phải là quá nhiều. Và vừa rồi là một pha block của German Marrow dành cho Dominic Thâm. Phản công nhanh, tiếp tục là anh Kiệt. Pha thả rổ không thành công của anh Kiệt. Samson. Phản công nhanh quay ngược trở lại cho Nha Trang Dolphins. Và Dominic Thâm là người dứt điểm thành công trong tình huống vừa rồi. Chúng ta lại vừa thấy Jared Solder cực kỳ hạn chế chạm vào người của những big man bên phía Nha Trang Dolphins. Cảm giác ghi điểm quá dễ dàng dành cho Dominic Thâm. Đây là German Marrow, người vừa liên tiếp có được một kiến tạo và một block nhưng không có thêm một pha ném bàn thành công. Sau đó thì đã có sự chủ động rebound của Jarius Solder và có thêm hai điểm nữa cho đội khách Nha Trang Dolphins, chính xác là đội khách Đà Nẵng Dragons. Vừa rồi là một pha catch and shoot rất nhanh của Robert Samson, tuy nhiên thì độ chính xác lại không quá cao trong tình huống vừa rồi. Jarius Solder lên rổ thành công cho Holder. Điểm số cá nhân tiếp theo của Holder và hai điểm tiếp theo cho Đà Nẵng Dragon. Đang là một diễn biến rất dồn dập tại nhà thi đấu Đại học Nha Trang vào lúc này. Đường truyền cho Sơn Minh Tâm. Đây là Dominic Thâm. Sơn Minh Tâm.
Southampton ném 3, bóng đã không đi vào rổ của đội khách. Ngay lập tức là pha lùi về hỗ trợ phòng ngự rất hay của Southampton. Huỳnh Vĩnh Quang không còn được tỷ lệ 100% ném 3 nữa rồi. Suýt chút nữa thì đã có lỗi điểm cho Madaris Gibbs. Nhưng có vẻ như các cầu thủ Nha Trang Dolphin lại đang hơi nguội tay ở đầu hiệp thi đấu thứ 3. Tình huống dứt điểm ở vạch 3 điểm liên tiếp không thành công. Mặc dù họ chỉ còn cách việc phá kỷ lục của VBA 4 pha ném 3 điểm nữa mà thôi. Nhưng đây vẫn là một con số khá đáng phải suy nghĩ, khi mà các tay ném đang chưa tìm lại được đúng cảm giác của mình trong nửa đầu trận đấu. Vâng, và hai pha ném phạt không thành công của Madarius Gibbs, điều rất không thường thấy ở cầu thủ này. Dẫn bóng là hay, bước chân châu Âu cũng hay, nhưng dứt điểm thì không được chính xác cho lắm. Nhưng mà Maro đường kiến tạo dành cho Robert Samson của William Trần. Đó, một cách chính xác thì không phải là của Madarius Gibbs, rồi phải được tính cho William Trần mới đúng. Holder, và 3 điểm tiếp theo của Holder. Đội khách Đà Nẵng Dragons lại đang thi đấu rất tốt ở trong hiệp 3 này, và cách biệt bây giờ được họ thu hẹp xuống còn tròn 10 điểm, 62-72. Đã có thêm một tình huống va chạm nữa ra ngoại binh bên phía hai đội bóng. Jordan Morrow ngăn cản Madarius Gibbs. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Những pha xử lý behind the back của Gibbs là rất hay, và sau đó là cú ném đầy tính tinh quái của số 3 bên phía Nha Trang Dolphins. Có vẻ như vừa rồi cũng đã có một chút khoảnh khắc nào đấy mà Darius Gibbs đánh mất sự bình tĩnh, anh Đạo ạ. Vâng, rất may là cái thái độ sau đó của Gibbs là tương đối dễ chịu, không phải là tiếp tục khiến cho tình hình leo thang. Với một trận đấu không còn quá nhiều ý nghĩa về mặt chuyên môn, anh Đạo, về mặt thi đấu để có thể có một thứ hạng cao hơn, thì chúng ta không cần quá cần thiết đến những tình huống căng thẳng. Nói vậy thôi. Bóng lên. Còn cho bóng rổ là một môn thể thao đối kháng, những tình huống va chạm trên sân rất có thể sẽ khiến các cầu thủ không giữ được bình tĩnh. Vừa rồi là pha va chạm có sự góp mặt của Dominic Thâm, và Thâm là người đang bị đau. Đội bóng của Luven Petr Lukic đang khởi đầu nửa sau của trận đấu này không được như mong đợi. Họ không còn duy trì được phong độ cao giống như quãng thời gian đầu tiên nữa, và để cho đối phương bây giờ vượt cách biệt từ 16 xuống còn 10 điểm. Ngã vừa rồi của Dominic Thâm mang lại một chút ít đau đớn, rồi lại tiếp tục thi đấu được. Nhờ Morrow, ném trung bình không thành công của Morrow. Bóng quay trở lại về với quyền kiểm soát của các cầu thủ Nha Trang Dolphin. Huỳnh Vĩnh Quang, tiếp tục là Gibbs, Dominic Thâm. Một pha cướp bóng rất thông minh của Morrow, nhưng ngay lập tức lão tứ Triệu An Minh cũng lại đánh mất bóng. Hai điểm tiếp theo dành cho Madarius Gibbs. Ghi điểm rất tinh quái đến từ vị trí cầu thủ mang áo số 3. Này thì 4 trong số 5 cái tên đánh chính của Dolphins trong trận ngày hôm nay đã có trên 10 điểm rồi. Cú ném 3 của Jared Solder không thành công, và tiếp tục là tình huống vừa rebound chính xác của Dominic Thâm. Đây là Madarius Gibbs, Huỳnh Vĩnh Quang, Sơn Minh Tâm. Cú ném rất chính xác của Madarius Gibbs để mang về tình huống dứt điểm tầm xa thành công thứ 15 cho Dolphins ở trong trận này. Họ chỉ còn cách kỷ lục 2 pha ném 3 điểm nữa mà thôi. Và điều này là hoàn toàn có thể xảy ra. Đã có lỗi điểm và đột phá của Triệu Hoán Minh, và sẽ có thêm quả ném phạt nữa cho lão tướng bên phía Đà Nẵng Dragons. Ta sẽ cùng chờ xem Đà Nẵng Dolphins sẽ phá kỷ lục này như thế nào đây. Kỷ lục vô tiền khoáng hậu của VBA. Ném
phạt thành công đến từ vị trí của lão tướng Triệu Hoán Minh. Cách biệt bây giờ không còn quá lớn nữa rồi, chỉ là 12 điểm mà thôi. Một cách biệt hoàn toàn có thể san bằng nếu như các cầu thủ Đà Nẵng Dragon tận dụng tốt những cơ hội của mình. Hoàng Phúc, Dominic Thâm, Sơn Minh Tâm ở góc không độ, góc ưa thích. Tuy nhiên lần này bóng lại đi Evo. Phản công nhanh dành cho các cầu thủ Đà Nẵng Dragon. Bật rất cao, tuy nhiên thì phải chờ đến tình huống second chance của Jarius Holder thì mới có 2 điểm cho các cầu thủ Đà Nẵng Dragon. Cách biệt chỉ còn là 10 điểm. Holder bây giờ đã có 25 điểm rồi. Ngay lập tức là câu trả lời của nhà chơi Dolphins với pha ghi điểm quá dễ dàng tới từ Robert Samson. Việc nhà chơi Dolphins đã có phần chung xuống ở đầu hiệp 3 này mang tới những hy vọng cho Đà Nẵng Dragons, và Dragons đang thi đấu với quyết tâm rất cao. Jarius Holder đối mặt cùng với Dominic Thâm. Bây giờ Robert Samson đã được kéo ra để ngăn cản Holder. Calum Đỗ. Phản ném 3 thành công của Đà Nẵng Dragons. Họ đang chơi với một tinh thần tuyệt vời. Rất lâu rồi thì Dragons mới kéo cách biệt xuống còn dưới 10 điểm. 70-79. Đây cũng sẽ là một khoảng cách không quá lớn. Nếu như Đà Nẵng Dragons tiếp tục có tham vọng gỡ hòa. Cộng với đó là vừa rồi là một pha dứt điểm không thành công của Robert Samson. Vẫn đang là cách biệt 9 điểm. Đức Trí. Rất nhiều người đang mong chờ cuộc chạy đua đuổi điểm của Đà Nẵng Dragon. Calum Đỗ. Tiếp tục là một pha 3 điểm thành công của Calum Đỗ. 79-73. Hai pha ném 3 thành công liên tiếp của cầu thủ mang áo số 35. Và bây giờ anh Hiếu ạ, trong hiệp 3 này thì Nha Trang Dolphins là đội bóng đang đổi 3 điểm lấy 2 điểm. Lại là pha đột phá không thành công nữa, liên tiếp là những pha đột phá của Samson, rồi vừa rồi là Dominic Thâm, Triệu Hoán Minh không được. Và phòng ngự tốt của Hoàng Phúc và Madarius Gibbs. Rồi pha lên rổ có phần hơi cầu thả của lão tướng Triệu Hoán Minh. Chúng ta cùng xem lại pha quay chậm. Với một lão tướng thì pha lên rổ vừa rồi là không thường thấy. Rất đáng tiếc cho Đà Nẵng Dragons. Nếu như Hán Minh thành công thì cách biệt bây giờ chỉ còn là 4 điểm thôi. Dù sao 6 điểm cũng là một sự nỗ lực vô cùng đáng kể của các vị khách rồi. Từ chỗ bị dẫn tới 16 điểm thì bây giờ họ đang cố gắng để tạo ra bước ngoặt của trận đấu này. Như vậy là Đà Nẵng Dragons sẽ được thực hiện hai pha ném phạt. Được thực hiện pha ném phạt này sẽ là Jarius Holder. Và một điểm tiếp theo cho Đà Nẵng Dragons. Bảy mươi chín, 74. Cách biệt chỉ còn là 5 điểm mà thôi. Cách biệt có thể nói là mong manh. Sơn Minh Tâm mà Darius Gibbs. Ném 3 điểm không thành công của Gibb. Trong hiệp 3 này thì các cầu thủ của Nha Trang Dolphins đang tỏ ra rất nguội tay. Jarius Holder có điểm trợ đến từ vị trí Calum Đỗ. Tiếp tục là Calum Đỗ. Anh Kiệt bắt bóng không thành công đến từ vị trí của anh Kiệt. Và anh Đạo ạ, đây chính là biến cố mà lúc nãy tôi có nói đến đấy. Thực ra thì đây vẫn chỉ là một sự khởi đầu thôi. Và hiện tại thì điểm số vẫn đang nghiêng về phía Nha Trang Dolphins. Hy vọng, chúng ta sẽ cùng hy vọng, bởi rõ ràng vào lúc này Đà Nẵng Dragons họ rất xứng đáng để có được một điều gì đó, cho tới trước khi mà Sơn Minh Tâm lại tìm thấy cảm giác quen thuộc của mình từ góc không độ. Pha ném 3 thành công tiếp theo, pha ném 3 thành công thứ 16 của Nha Trang Dolphins kể từ đầu trận. Calum Đỗ. Không có pha ném 3 tiếp theo cho Calum Đỗ. Nha Trang Dolphins chỉ còn cách kỷ lục một pha ném 3 nữa mà thôi. Darius Gibbs, Samson, Sơn Minh Tâm, tiếp tục là góc quen thuộc, góc yêu thích của Sơn Minh Tâm. Như vậy là Nha Trang Dolphins đã đạt mốc của kỷ lục cũ vô tiền khoáng hậu 17 pha ném 3 điểm thành công trong một trận đấu. Và đây mới chỉ là những phút cuối của hiệp thi đấu thứ 3 mà thôi. Và phối hợp của Đà Nẵng Dragon không mang lại điểm số. Tiếp tục quay trở lại với các cầu thủ Nha Trang Dolphins. Và Darius Gibbs
lần thứ hai họ có được 17 cú đá thành công trong một trận đấu tại VBA. Lịch sử chưa gọi tên Madares Gibbs. Và đây là cơ hội phản công cho các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Anh Kiệt, Triệu Hoán Minh, bóng vẫn trong tay của Triệu Hoán Minh. Hoán Minh rất hay, khá lầm đỗ và đã có lỗi phòng ngự tới từ cầu thủ mang áo số 6 bên phía Nha Trang Dolphins, đó là Nguyễn Phúc Vinh. Vừa rồi là một tình huống phòng ngự rất nhanh của Phúc Vinh. Thì nhận thấy được chuyền của Triệu Hoán Minh thì ngay lập tức Phúc Vinh đã quay người lại. Và nếu như khéo léo hơn một chút thì đây sẽ là một tình huống block rất đẹp mắt của Phúc Vinh. Và lúc sẽ có cho mình hai tình huống ném phạt và ném phạt đầu tiên cũng thành công. Tuy nhiên cách biệt bây giờ lại lên con số là 11. Vẫn là một chặng đường dài đối với Đà Nẵng Dragons lãnh đạo ạ. Đà Nẵng Dragons rất biết cách để mang tới cho chúng ta những hy vọng. Và vào lúc này thì với cá nhân tôi vẫn đang hy vọng về họ. Và được phá cá nhân của Madares Gibbs. Gibbs không đến 3 nữa và quyết định đột thẳng vào phía trong. Thời gian còn lại của hiệp 3 vào khoảng trên dưới 15 giây. Bóng trong tay các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Nguyễn Anh Kiệt, Gareth Solder catch and shoot rất nhanh. Và đó là pha ném 3 thành công thứ 9 của Đà Nẵng Dragons kể từ đầu trận đấu. Đến giây cuối cùng, Madarius Gibbs. Euro step rất đẹp mắt của Madarius Gibbs. Tuy nhiên thì phải đợi đến tình huống thứ hai của Robert Samson. Bóng mới đi vào rổ. Kết thúc hiệp thi đấu thứ 3, tỷ số đang tạm thời là 89-77. 12 điểm cách biệt cho Nha Trang Dolphins. Và họ đã bước đến kỷ lục 17 quả 3 điểm thành công. Họ còn cả một hiệp thi đấu thứ 4 để có thể phá vỡ kỷ lục này. Và thậm chí là phá vỡ ở một khoảng cách rất sâu. Chúng ta sẽ cùng chờ xem. Hai mà Dolphins làm được điều đó tại VBA. Và lần trước trong trận đấu với Hà Nội Buffalo thì họ cần tới 33 ném để có 17 tình huống ghi 3 điểm thành công. Còn lần này con số được cải thiện một chút, đó là 32 cú ném thì họ đã có 37 cú ném 3 thành công rồi nhớ ạ. Đây sẽ là một dấu hiệu rất tốt, giống như một bước đà để bước vào vòng đấu playoff của Nha Trang Dolphins. Họ có thể tự tin hơn với những tình huống dứt điểm tầm xa của mình. Một trong những thứ vũ khí không thường thấy của Nha Trang Dolphins. Sơn Minh Tâm đã có 9 điểm, 2 rebound và có 3 tình huống dứt điểm tầm xa thành công. Bên phía Đà Nẵng Dragons, người chuyển đổi bật nhất đó vẫn là Jared Solder. Cầu thủ hiện tại đã có 29 điểm. Vừa rồi là một tình huống ném trung bình không thành công của William Trần. William Trần trong hiệp thi đấu thứ 3, sau những giờ phút đầu tiên thi đấu rất hiệu quả thì vẫn chưa có thêm một tình huống nào đáng chú ý. Pha lên rổ rất hay của Madarius Gibbs. Điểm số thứ 91 cho Nha Trang Dolphins. Bóng trong tay của Jarius Holder. Gordon Morrow. Gordon Morrow hôm nay đóng vai người mất tích. Và tiếp theo là một tình huống 3 điểm thành công của Jarius Holder. 91-80. Cách biệt vẫn đang là con số 11.
Holder vừa có pha ném ba thành công thứ 5 kể từ đầu trận mà là người giữ điểm tỏa sáng tốt nhất trên sân vào lúc này. Ngay lập tức có câu trả lời của Robert Sampson. Khoảng cách vẫn là khá an toàn dành cho Nha Trang Dolphins ở thời điểm hiện tại. Trong hiệp 3 thì chúng ta đã thấy đã có quãng thời gian mà Đà Nẵng Dragons bùng lên mạnh mẽ và tạo ra khoảng cách xuống chỉ còn 5 điểm với đối thủ. Thì ngay lập tức những tay ném của các cầu thủ Nha Trang Dolphins đã lên tiếng. Triệu Hoán Minh, cú ném rất hay của Triệu Hoán Minh. Nếu xét về phong độ ném 3 thì Đà Nẵng Dragons ngày hôm nay cũng không hề kém cạnh. Họ cũng đang chơi rất hay, đặc biệt là ở nửa sau của trận đấu. Tuy nhiên thì họ đã bỏ lỡ quá nhiều tình huống ở những thời điểm thi đấu đầu tiên và để cho Nha Trang Dolphins ném 3 điểm quá nhiều, công phá vào hàng thủ của chính rổ bản thân của Đà Nẵng Dragons quá nhiều và tạo ra một cách biệt rất khó để cản phá. Đúng là chúng ta ở đầu trận đã nói về việc Đà Nẵng Dragons họ đổi 2 điểm, chính xác đổi 3 điểm để lấy 2 điểm. Nhưng vào lúc này thì đoàn quân của huấn luyện viên Top Ropes đang rất nỗ lực và chúng ta không phủ nhận nỗ lực của họ. Lại là pha xử lý tốt nữa của Darius Holder. Holder đang ném rất vào tay ở quãng thời gian cuối của trận đấu này. Đó là một điều đáng chú ý nữa. Ném 3 điểm không thành công của Robert Sampson. Điều đáng chú ý nữa là trợ lý huấn luyện viên nhưng lại là mất bóng đến từ vị trí của Holder. Một đường chuyền hỏng và xác định là phạm luật chạy bước cho Robert Sampson. Một điểm đáng chú ý nữa trong hiệp thi đấu thứ tư này là ông Todd Pup đã lùi về phía sau và trợ lý huấn luyện viên của mình đã tiếp quản vị trí của Todd Pup. Lại là một điều trong những trận đấu gần đây chúng ta thường thấy, phải không ạ? Đúng vậy. Ông Vũ Thế Cảm xuyên là người có trách nhiệm dẫn dắt các cầu thủ khi mà huấn luyện viên Todd Pup có khá nhiều lần bị chốt quyền chỉ đạo hoặc là bị án phạt phải làm khán giả bất đắc dĩ. Trở lại với diễn biến trên sân thì Madarin Skip vào lúc này đang chủ động đột phá vào trong khá nhiều và vừa rồi anh đã cầu lỗi thành công của cầu thủ bên phía Đà Nẵng Dragons. Sẽ là một tình huống phát bóng biên cho Nha Trang Dolphin. Hiệp thi đấu thứ tư đã diễn ra được gần 3 phút. Tuy nhiên thì cả hai đội vẫn chưa phạm một lỗi nào. Đây cũng là một điều không thường thấy trong một hiệp thi đấu thứ tư của VBA. Vinh Quang, có lẽ các cầu thủ Nha Trang Dolphin cũng vẫn đang hướng tới việc phá kỷ lục ném 3 điểm trong ngày hôm nay. Hoàng Phúc lần này thì không thành công. Dấu hiệu nguội tay vẫn tiếp tục đến với các cầu thủ Nha Trang Dolphin. Darius Holder, Triệu Hoán Minh đã đứng đợi ở góc không độ. Pha ném 3 điểm thành công tiếp theo của lão tướng Triệu Hoán Minh, điểm số thứ 88 cho Đà Nẵng Dragon. Và là pha ném 3 thành công thứ 12 kể từ đầu trận của các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Họ cũng chỉ kém kỷ lục của Dolphins có 5 cú ném 3 mà thôi, không thể coi thường. Tất nhiên thì ưu thế vẫn thuộc về đội chủ nhà, nhưng chúng ta vẫn thấy điểm sáng trong cách chơi của Đà Nẵng Dragons. Họ đang khá tự tin vào lúc này, trong khi đó có vẻ như áp lực về kỷ lục, sự ám ảnh về con số đang khiến cho những đôi tay của các cầu thủ Dolphins trở nên nguội lạnh đi khá nhiều so với chính họ ở quãng thời gian đầu trận. Cách biệt bây giờ còn chỉ còn là 5 điểm mà thôi anh Đạo ạ. Sẽ rất mong manh. Và đây chính là điều mà chúng ta đang mong chờ. Có lẽ tôi sẽ không nói trước nữa, bởi vì ở trong hiệp 3 cũng là 5 điểm và sau đó Sơn Minh Tâm có một cú ném 3 từ góc không độ rất ấn tượng để gần như là tạt một gáo nước lạnh vào những hy vọng của các cổ động viên Đà Nẵng Dragons. Chúng ta sẽ phải chờ đợi anh Đạo ạ. Vâng, và tận hưởng thôi. Đây là một trận đấu mà hai đội thi đấu rất công hiến. Chúng ta thấy tấn công liên tục và những tình huống phòng thủ là khá ít ỏi, đặc biệt là bên phía Đà Nẵng Dragons. Lấy công để bù thủ, Robert Sampson đã có cho mình 25 điểm, 12 rebound, double-double, 16 kiến tạo và một lần cướp bóng. Còn lại là đủ để cho Samson nghĩ tới việc có một trận đấu sở hữu triple double. Quãng thời gian hồi ý đã hết rồi và chúng ta cùng trở lại với diễn biến trên sân. Bóng trong tay của Madarius Gibbs, ném từ rất xa và như vậy là Nha Trang Dolphin đã phá kỷ lục với 18 pha ném 3 điểm thành công, kỷ lục mới dành cho VBA. Và kỷ lục này gọi tên Huỳnh Vĩnh Quang.
lịch sử đã gọi tên VBA, lịch sử đã gọi tên Nha Trang Dolphins và Huỳnh Vĩnh Quang rồi. Lịch sử VBA đã chứng kiến một trận đấu có tới 18 pha ném ba thành công. Và đó là màn trình diễn tuyệt vời của Nha Trang Dolphins trong màn so tài với Đà Nẵng Dragons. Một lần nữa, Dragons lại có cơ hội được chứng kiến một đối thủ của mình sở hữu những kỷ lục. Gần nhất, họ đã chứng kiến Hà Nội Buffaloes có kỷ lục về điểm số của đội bóng tại VBA. Và ngày hôm nay là kỷ lục ném ba dành cho Nha Trang Dolphins. Còn đến hơn 6 phút nữa cơ anh Đạo ạ. Và có lẽ 18 quả 3 điểm không phải là con số cuối cùng. William Trần, Đức Trí, Darius Holder. Get and shoot rất nhanh của Darius Holder. 91-96. Đặc biệt lại quay lại con số 5. Ta vẫn chưa thể nói trước được điều gì. Thực tế thậm chí Đà Nẵng Dragons họ cũng đang khá gần với kỷ lục đấy chứ. Vừa rồi là pha ném 3 thành công thứ 13 kể từ đầu trận của các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Gibbs tiếp tục là rebound cho Nha Trang Dolphin. Huỳnh Vĩnh Quang, ném trung bình của Huỳnh Vĩnh Quang. Huỳnh Vĩnh Quang ngày hôm nay có một đôi tay rất cháy. Vĩnh Quang không dứt điểm nhiều nhưng đã ném là vào. Kể từ đầu trận anh mới chỉ dứt điểm trượt có một lần duy nhất mà thôi. Đã có một turnover rất đáng tiếc, lại thêm một tình huống mà anh Kiệt góp mặt. Một đường truyền có phần hơi cầu thả của anh Kiệt dành cho William Trần. Vừa rồi là turnover thứ 12 kể từ đầu trận của các vị khách. Và 12 cũng là số turnover của Nha Trang Dolphins. Trận đấu mà hai đội bóng để mất bóng rất nhiều. Điều này có lẽ cũng là dễ hiểu khi họ đang đánh một trận đấu công hiến. Các tình huống diễn ra rất nhanh. Phá dứt điểm không thành công. Đó là cú nhảy ném tầm trung của Hoàng Phúc, cầu thủ trẻ bên phía Nha Trang Dolphins. Và cách biệt chỉ là 7 điểm thôi. Thời gian còn lại của trận đấu vẫn là rất nhiều. Bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra trong một thế trận cởi mở như thế này. Caleb Đỗ, William Trần. Và ném 3 thành công dành cho William Trần. Pha ném 3 đầu tiên của William Trần trong trận đấu ngày hôm nay. Và cũng là pha ném 3 thành công đầu tiên của William Trần. 98-94. Cách biệt chỉ còn là 4 điểm mà thôi. Robert Samson. Câu trả lời của Samson lại không ghi vào rổ. Steal rất hay của Sơn Minh Tâm. Và hai điểm tiếp theo dành cho Nha Trang Dolphin. Nha Trang Dolphin đã cán mốc 100 điểm. Rất dễ dàng để cho Nha Trang Dolphin có 100 điểm trong trận đấu ngày hôm nay. Ta còn nhớ là sau nửa đầu trận đấu họ đã có 63 điểm rồi. Đây là cơ hội dành cho các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. William Trần, floater không chính xác. Bóng cướp bay của Robert Samson. William Trần như thường lệ vẫn khiến chúng ta đi qua những cảm xúc rất trái chiều. Ngay sau pha ném 3 là một tình huống để mất bóng tương đối khó hiểu. Bóng đang trong tay của Madarius Gibbs. Liệu rằng Nha Trang Dolphins có hướng tới những con số kỷ lục tiếp theo hay không? Sơn Minh Tâm vẫn là góc không độ quen thuộc nhưng lần này thì bóng lại không đi vào rổ. Người rebound được là Callum Đỗ. Callum Đỗ đang muốn triển khai bóng nhanh. Jarius Holder. Tiếp tục là get and shoot của Jarius Holder. Điểm số tiếp theo cho Holder. Cách biệt bây giờ chỉ còn là 3 điểm mà thôi. Và đó là cú ném 3 thành công thứ 7 trong trận đấu này của Jarius Holder. Holder đã có cho mình 40 điểm trong trận đấu ngày hôm nay. Một con số rất khủng khiếp. Và Darius Gibbs thả rổ không thành công. Bóng quay trở về với các cầu thủ Đà Nẵng Dragon. Triệu Hoán Minh. Như vậy là one point game. 199. Và bây giờ thì thực sự chúng ta đang có hy vọng rồi. Hy vọng cho chiến thắng đầu tiên của Đà Nẵng Dragons ở mùa giải năm nay. Họ đã chơi rất tốt ở nửa sau trận đấu. Nhưng cần phải phòng ngự tốt hơn nữa. Dứt điểm lần 1 không thành công của Gibbs. Và lần 2 cũng vậy. Tiếp tục là bóng trong tay của các cầu thủ Nha Trang Dolphins. Sơn Minh Tâm. Vẫn lại là Sơn Minh Tâm anh hiểu ạ. Lại là Sơn Minh Tâm người chuyên dội nước lạnh vào sức nóng trong quyết tâm của Đà Nẵng Dragons. Người lính cứu hỏa cần cù Sơn Minh Tâm. Người lính cứu hỏa mang áo số 15. Tiếp tục là một gáo nước lạnh dành cho các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Vẫn là góc không độ quen thuộc đó. Vẫn là cú vẩy tay nhẹ nhàng đó.
Và đây đã là pha ném 3 điểm thành công thứ 19 của Nha Trang Dolphins trong ngày hôm nay. Và nhân nói về ném 3 thì Jared Solder đang có cơ hội để cân bằng kỷ lục ném 3 dành cho cá nhân với 8 pha dứt điểm tầm xa chính xác trong một trận đấu, cân bằng với cái đồng đội Jordan Barrow hay là Võ Kim Bản cũng như là Hassan Thomas. Đây chính là biến số mà tôi đã nói đến đây cả. Trong một trận đấu mà chúng ta không quan tâm nhiều tới mặt thứ hạng thì những kỷ lục lại là điều giúp cho màn so tài giữa Dolphins và Dragons ngày hôm nay trở nên vô cùng thú vị. Và nếu như Đà Nẵng Dragons có một trận đấu chiến thắng nữa thì nó sẽ còn là một điều thú vị hơn nữa trong buổi tối ngày hôm nay. Nó không phải thú vị nữa, tôi nghĩ nó là một cú sốc. Là một cú sốc. Và phải nói rằng vào lúc này Đà Nẵng Dragons họ cũng có cho mình 15 pha ném 3 thành công rồi. Bộ chỉ số thống kê rất ấn tượng của Holder, 40 điểm, 13 trên 21 tình huống dứt điểm thành công. Holder đang gánh cả Đà Nẵng Dragons trên vai. Cả lầm đỗ Đức Trí, khai bóng thông minh của Đức Trí. William Trần đột phá rất nhanh nhưng đã bị block bởi Robert Samson. Thực sự đáng sợ. Một quái vật dưới băng rổ bên phía Nha Trang Dolphins. Vừa rồi là pha xử lý với tốc độ rất cao của William Trần, nhưng Robert Samson anh ta vừa thông minh lại vừa chính xác trong việc lựa chọn vị trí. Với một cầu thủ vừa có thể hình lại có mindset bóng rổ thông minh thì việc có thể ghi điểm dưới tay cầu thủ đó là rất khó. Phát bóng biên cho các cầu thủ Nha Trang Dolphins. Bóng tiếp tục đến tay của Robert Samson. Cả một bầu trời cho Huỳnh Vĩnh Quang. Và pump fake thành công. Tuy nhiên thì pha dứt điểm sau đó lại bóng không đi vào rổ. Quay trở lại với Jarius Holder. Triệu Hoán Minh. William Trần. Phát đến 3 điểm tiếp theo thành công của William Trần. Vẫn là one point game anh Đạo ạ. Và đây là pha ném 3 thành công thứ 16 của Đà Nẵng Dragons ở trong trận đấu này. Quá xuất sắc, quá ấn tượng. Và họ thực sự đã duy trì được phong độ giống như những gì đã thể hiện trước Kentucky Fish. Và thậm chí ngày hôm nay Dragons còn duy trì nó lâu hơn tới những phút cuối của trận đấu rồi. Rất quyết liệt. Tinh thần thi đấu của Đà Nẵng Dragons trong trận đấu ngày hôm nay là rất đáng tuyên dương anh Đạo ạ. Họ đang thể hiện một tinh thần không chịu thua, không chịu bỏ cuộc. Đây có lẽ là những gì mà người hâm mộ đội bóng Đà Nẵng Dragons rất cần được nhìn thấy. Không chỉ mồ hôi mà máu còn đã đổ rồi. Chúng ta vừa thấy đã có một vết cắt nhỏ trên mặt của lão tướng Triệu Hoán Minh. Người đã rất lớn tuổi rồi nhưng vẫn đang duy trì một sự nhiệt huyết để cùng với các đàn em hướng tới chiến thắng ngày hôm nay. Sẽ là một cú sốc nếu như Đà Nẵng Dragons có thể giành chiến thắng. Nhưng nếu chúng ta theo dõi trực tiếp trận đấu này thì quả thực họ xứng đáng với một điều gì đó ngay tại thành phố biển Nha Trang. Chính xác là như vậy. Thì mà họ đã có một trận đấu rất kiên cường. Dù biết rằng nó không ảnh hưởng quá nhiều đến mặt thứ hạng, nhưng tinh thần thi đấu của đội bóng Đà Nẵng Dragons trong trận đấu ngày hôm nay là vô cùng đáng được tuyên dương. Trong ngày mà lịch sử gọi tên Nha Trang Dolphins và Huỳnh Vĩnh Quang thì Dragons cũng đang rất cố gắng để có thể giảm bớt niềm vui cho đội chủ nhà. Hiện tại thì kỷ lục ném 3 thành công trong một trận đấu tại VBA đang là 19 quả 3 điểm mà chúng ta đang theo dõi trong trận đấu ngày hôm nay được thực hiện bởi Nha Trang Dolphins. Tuy nhiên thì Đà Nẵng Dragons ngày hôm nay cũng đã có tới 16 cú ném 3 thành công, cũng ấn tượng không hề kém. Lão tướng Triệu Hoán Minh đã phải băng bó khu vực mũi của mình, có lẽ là một vết xước. Không chỉ mồ hôi mà cả máu đã đổ ra trên sân. William Trần tiếp tục là một tình huống ném 3 điểm không thành công của William Trần. Nếu như pha 3 điểm vừa rồi mà vào thì tinh thần của các cầu thủ Đà Nẵng Dragons thậm chí còn lên rất cao. Và sẽ là lần đầu tiên dẫn điểm của Đà Nẵng Dragons. Và hiệu ứng ngược lại là sẽ gây ảnh hưởng tới tâm lý của Nha Trang Dolphins nữa. Phải xác định là bóng lên. Bóng cho Đà Nẵng Dragons. Ở một thời khắc quan trọng thế này thì huấn luyện viên vẫn quyết định giữ Hoàng Phúc, cầu thủ rất trẻ ở trên sân,
Bây giờ thì ông Lukic mới đưa Hồng Phúc ra khỏi sân sau khi đã có một tình huống turnover từ lãng xẹt của số 77 bên phía Nha Trang Dolphins. Đốm lửa nhỏ mang tên Đà Nẵng Dragon, chính xác hơn là mang tên Dragon sau đầu, thắp lên rất nhiều hy vọng cho Đà Nẵng trong ngày hôm nay. Ngay cả thân cả William Trần nữa có một phong độ thi đấu rất tốt trong ngày hôm nay. William Trần đã có 21 điểm rồi, 21 điểm và 8 ghi bàn, sau đó đã có điểm và ghi điểm của số 6 bên phía Dolphins, Nguyễn Phúc Vinh. Ở trong pha dứt điểm vừa rồi có thể thấy con mắt nhìn của Badalasikip kinh khủng đến mức như thế nào. Tuy cách biệt chỉ còn là 3 điểm nhưng thời gian thi đấu chính thức của thiếu thứ chỉ còn là 9 giây mà thôi anh Đạo. 9 giây nhưng khoảng cách 3 điểm vẫn chỉ là một cú ném thôi. Một cú ném để chúng ta có thể nghĩ tới việc Dragons có thể kéo Nha Trang Dolphins vào overtime. Và trợ lý huấn luyện viên Vũ Thế Cang đã xin hội ý rất nhiều những chỉ đạo, rất nhiều những hướng dẫn đang dành cho các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Không khí thực sự là rất nóng theo cả nghe đèn lên nghe bóng. Hai ngày liên tiếp chúng ta đang chứng kiến hai trận đấu mang lại rất nhiều cảm xúc. Ngày hôm qua là cuộc đọ sức giữa Hà Nội Buffalo và Sài Gòn Heat, cũng là một cuộc lội ngược dòng cũng rất ngoạn mục của các chú châu thủ đô. Thì ngày hôm nay Đà Nẵng Dragon vẫn đang leo núi, vẫn đang rất cần cù, rất cẩn mẫn. Họ đã gần tới đỉnh rồi, liệu có thể cố được thêm một chút nữa hay không? Khoảng cách là 3 điểm mà thôi. Tỷ số 105-102. Đà Nẵng Dragons ngày nay đã ghi trên 100 điểm. Đã rất lâu rồi chúng ta mới được nhìn thấy một Đà Nẵng Dragon thi đấu một cách nhiệt huyết đến mức như vậy. Và thậm chí nếu như kỷ lục không bị phá bỏ bởi Nha Trang Dolphins ngày hôm nay thì Dragons họ đang tiệm cận rất gần với con số 17 và đến 3. Thì đã có 16 cú ném thành công kể từ đầu trận. Bóng trong tay của các cầu thủ khách. Darius Solder. Darius Solder. Kịp không? Anh Kiệt. Anh Kiệt không được mất rồi. Có vẻ lúc nãy là tình huống đồng hồ đếm giây có phần hơi bị lỗi. Thời gian còn lại của trận đấu là hơn 44 giây, chính xác là 44,4 giây. Đã có một chút trục trặc về kỹ thuật đồng hồ. Và đó là lý do vì sao mà mình nghĩ chúng ta lại hiểu nhầm. Thời gian thi đấu chính thức chỉ còn 9 giây. Và đó là lý do sao mà chúng ta thấy William Trần lại thi đấu có phần hơi rườm rà đến vậy trong tình huống trước đó. Là vẫn còn đủ cho những hy vọng của Đà Nẵng Dragons. Hãy cùng chờ đợi. 3 điểm. Thứ tư và 44,4 giây. Với 14 giây tấn công. Quá nhiều con số 4 diễn ra anh Đạo ạ. Không biết có phải là một điểm gì hay không. Điểm liệu gì? Chăng có một tình huống 4 point play đến từ vị trí của một cầu thủ nào đó của Đà Nẵng Dragons. Nếu thế thì quả thực là con số 4 sẽ rất ám ảnh với các cầu thủ Nha Trang Dolphins sau trận đấu này. Nhưng đó vẫn chỉ là dự đoán thôi, đó chỉ là thuyết âm mưu giữa anh và tôi. Còn lại thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Darius Solder ngày hôm nay cũng có một con số 4, đó là 40 điểm. Và liệu con số 4 xuất hiện. Và những con số 4 đó lại phần nào đó hướng về phía Đà Nẵng Dragons. Chính xác là như vậy. Trong thời điểm nhạy cảm thì mọi thứ đều có thể xảy ra. Vâng, và thậm chí trong khung hình này thì Huỳnh Vĩnh Quang cũng xuất hiện số 4 về áo số 84. Nói vui vậy thôi, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những diễn biến tiếp theo. Tuy nhiên thì các trọng tài vẫn tiếp tục phải xem lại băng hình để có thể có một quyết định chính xác nhất cho pha bóng này. Có lẽ vẫn đang là tình huống phân vân xem bóng thuộc quyền kiểm soát của ai. Phút giây phải nói là rất hồi hộp tại nhà thi đấu Đại học Nha Trang vào lúc này. Hồi hộp không phải bởi vì tính chất của trận đấu mà bởi chúng ta đang kỳ vọng rất nhiều vào chiến thắng đầu tay của Đà Nẵng Dragons ngày hôm nay. Tất nhiên với Nha Trang Dolphins họ mong muốn có một trận đấu hoàn hảo trong ngày đã lập được kỷ lục VBA. Nhưng với Đà Nẵng Dragons thì những người hâm mộ trung lập sẽ kỳ vọng vào một chiến thắng cho họ, bởi rõ ràng màn thể hiện của Dragons không hề kém cạnh so với đội chủ nhà. Thậm chí nếu nói ở một phương diện nào đó, ở phương diện con người thì Đà Nẵng Dragon ngày hôm nay còn thi đấu trên sức của mình rất nhiều.
một bộ mặt hoàn toàn khác so với những gì họ đã thể hiện ở những trận đấu trước. Ngày hôm nay Holder có 40 điểm, William Trần có 21 điểm và lão tướng Triệu Hán Minh cũng có cho mình 14 điểm cùng 3 pha ném 3 thành công. Nhưng có một điểm đáng chú ý anh Đạo là nguyên cả hiệp 4 này chúng ta không nhìn thấy Mo Lau đâu. Đấy có lẽ cũng là một điểm nhấn của trận đấu ngày hôm nay. Không chỉ trong hiệp 4 mà trong cả trận, đóng góp của Morrow ngày hôm nay thực sự là rất ít ỏi và hạn chế. Có 9 điểm thôi, 9 điểm của German Morrow, 1 rebound và 6 kiến tạo. Trong đó anh có tới 2 lần để mất bóng. Rõ ràng ngày hôm nay trong một trận đấu mà nhiều đồng đội của Morrow tỏa sáng, nhiều đồng đội đã chơi trên sức của mình thì ngôi sao được kỳ vọng nhất bên phía Denver Dragons lại có phần bị lu mờ. Có vẻ như bóng đã được chia sẻ nhiều hơn cho các vệ tinh cũng như các cầu thủ khác, không còn là một alpha German Morrow nữa. Nhưng điều đấy cũng vô tình tạo ra một bộ chỉ số có thể nói là một ngày buồn cho Morrow. Vì bản thân cầu thủ này cũng không phải là một cầu thủ có thiên hướng kiến tạo nhiều. Như vậy sau khi xem xét từ băng hình, các trọng tài quyết định bóng được kiểm soát bởi các cầu thủ nhà trắng Dolphins và bóng trong tay của Madarius Gibbs. Anh Kiệt được theo rất sát. Thời gian thi đấu chính thức còn hơn 30 giây. Madarius Gibbs quyết định đánh chậm để bảo toàn tỷ số. Dẫn bóng là rất hay đến từ vị trí của Gibbs. Và gần như các cầu thủ Đà Nẵng Dragon trong tình huống vừa rồi đã đứng im. Khó để cản phá William Trần. Pump fake rất hay của William Trần, trọng tài xác định là có lỗi. Có lỗi của Robert Samson dành cho William Trần. Lỗi đánh vào đầu. Có vẻ là có một cú va chạm nhẹ của Samson dành cho William Trần. Như vậy là William Trần sẽ có cơ hội thực hiện cho mình 3 pha ném phạt. Cách biệt bây giờ đang là 5 điểm. Và bất kỳ điểm số nào cũng vô cùng quan trọng với Đà Nẵng Dragon trong thời điểm này nếu như họ thực sự muốn tạo nên một cơn địa chấn. Đây là tình cảnh mà Dragon không phải lần đầu tiên phải đối mặt. Cảm xúc mà họ mang lại là rất nhiều. Họ mang tới cho chúng ta hy vọng, nhưng cuối cùng thì mọi chuyện lại không như mong đợi. Đó là những gì đã diễn ra ở 15 game trước. Còn ngày hôm nay thì Đà Nẵng Dragons họ đã chiến đấu cho tới những giây cuối cùng rồi. Và cùng hy vọng là liệu những nỗ lực của William Trần, của Jared Solder và các đồng đội có mang về thành quả cho họ hay không. Tất nhiên bên phía nhà trắng Dolphins thì họ không đơn giản để bỏ phí một game đấu tại sân nhà. Trong ngày đã lập được kỷ lục ném 3. Ném phạt lần 1 thành công cho William Trần, điểm số thứ 103. Cú ném phạt tiếp theo cho Việt Kiều bên phía Dragons. Hai cú ném phạt rất tốt. Vẫn là một form ném rất ổn định của William Trần. Và nếu như thực hiện thành công cú ném tiếp theo này thì cách biệt sẽ chỉ còn là một cú ném 2 điểm mà thôi. Với 18,1 giây. Không thể nói trước được một điều gì cả. Như vậy là cách biệt chỉ còn là 2 điểm mà thôi. 107-105. Đà Nẵng Dragon vẫn đang leo núi rất cần cù. Một tinh thần thi đấu không khoan nhượng và không chịu thua cuộc của những chú rồng sông Hàn. Ta sẽ phải chờ xem. Đây sẽ là những giây phút rất đáng chú ý của trận đấu này. Vô cùng căng thẳng. Giày mà cả hai huấn luyện viên đã có rất nhiều những toan tính cho các học trò. Vừa rồi bên phía thằng bench của Đà Nẵng Dragons chúng ta không thấy sự xuất hiện của German Morrow, không rõ vì lý do gì. Nhưng dù sao thì ngày hôm nay đóng góp của Morrow cũng là không quá đáng kể đối với phong độ chung của Đà Nẵng Dragons. Cách biệt giai đội chỉ là 2 điểm mà thôi. Rất quyết tâm để có một trận thắng đầu tiên. Trong khi đó thì các cầu thủ nhà trắng Dolphin thì lại muốn bảo toàn niềm vui trọn vẹn của họ trong ngày mà họ đã vượt qua được kỷ lục của VBA. Một kỷ lục mà do cũng chính tay họ tạo ra. Một trận đấu rất thú vị, một trận đấu với những con số ấn tượng, một trận đấu với rất nhiều những điều bên ngoài, yếu tố về mặt thứ hạng, về mặt thành tích.
Nha Trang Luffy đã thành công trong việc vượt lên chính mình. Đà Nẵng Dragon thì sao? Đang rất cố gắng để phạm lỗi. Chắc chắn rồi. Thử lỗi để lấy điểm. Trong khi cả hai đội trong hiệp 4 này có rất ít lỗi. Thậm chí là mới chỉ có một lỗi đồng đội mà thôi. Đồng đội thứ hai cho Đà Nẵng Dragon. Lỗi cá nhân của anh Kiệt. Họ sẽ tận dụng tối đa thời gian để phạm lỗi. Sẽ nhìn xem bóng đến tay ai sẽ ngay lập tức lao vào và có tác động phạm lỗi. Tiếp tục là lỗi. Chúng ta sẽ được chứng kiến những giây phút lỗi và lỗi. Đổi lỗi lên thời gian, đó là một quyết định đúng đắn dành cho Đà Nẵng Dragons vào lúc này khi mà bóng được kiểm soát bởi Nha Trang Dolphins. Ngay lập tức tiết kiệm tối đa từng giây. Thời gian thiểu chính thức còn 11,1 giây. Họ sẽ phải tận dụng tối đa. Ngay lập tức 9,8 giây. Như vậy là Đà Nẵng Dragon đã phạm đủ lỗi đồng đội để đưa Nha Trang Dolphin lên vạch ném phạt. Robert Samson. Rất thú vị khi mà Samson không phải là một cầu thủ ném phạt tốt. Chúng ta vừa được nhìn thấy một cú ném có phần hơi trơn của Robert Samson. Và chính xác là trong trận đấu này Robert Samson chưa thành công ở bất cứ một pha ném phạt nào. Anh có tỷ lệ ném phạt đang là 0/2 và là 1/3. 108, 105, cách biệt 3 điểm cho một cú ném 3. Một cú ném 3 thôi, những giây rất quan trọng của trận đấu này. Và không thành công mất rồi. Bóng đã chạm vào người của cầu thủ bên phía Nha Trang Dolphins. Vẫn còn hy vọng, 1,8 giây. Vừa rồi là cú ném của Dương Đức Trí. Trong tình huống vừa rồi có vẻ Đà Nẵng Dragon đã hơi vội. Khi họ hoàn toàn có thể dẫn bóng lên và set up cho một cầu thủ khác có khả năng ném 3 điểm tốt hơn là Đức Trí. Có vẻ như Đức Trí đã tính toán sai. Tất nhiên chúng ta ở ngoài sân sẽ nhìn và quan sát dễ hơn. Holder vẫn còn. Xuyết chút nữa thôi thì Holder đã làm nên kỳ tích cho Đà Nẵng Dragon. Người rất tươi, mang đến một nỗi buồn. Thực sự là khá chua xót. Và cuối cùng thì trận đấu đã khép lại rồi. Chiến thắng chung cuộc thuộc về Nha Trang Dolphins. Chúng ta vẫn phải chúc mừng với đội chủ nhà khi họ đã có được một thắng lợi trong ngày, lập kỷ lục về số pha ném 3 thành công tại VBA. Họ lập kỷ lục 19 cú ném 3 chính xác ở trong trận đấu này. Trong khi đó bên phía Đà Nẵng Dragons, họ cũng đã có một trận đấu trên 100 điểm. Và Holder với 40 điểm của mình là người đã gồng gánh niềm hy vọng cho Dragons cho tới những giây phút cuối cùng. Chút nữa thì họ đã tạo nên cơn địa chấn ở nhà thi đấu Đại học Nha Trang. Nhưng rồi cuối cùng, một lần nữa lại là sự tiếc nuối cho thầy trò huấn luyện viên Toppers mà thôi. Vẫn là vẻ mặt rất tiếc nuối của Jarius Holder. Sẽ là một khoảnh khắc khá khó quên đối với Holder. Thì cánh cửa mở ra chiến thắng đầu tiên cho họ trong VBA năm nay đã rất gần rồi. Họ chỉ còn cách cánh cửa chiến thắng đó 4 điểm mà thôi. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải dành lời khen, một lời tuyên dương cho đội bóng Đà Nẵng Dragon trong ngày thi đấu hôm nay. Họ đã rất kiên cường, họ đã vượt lên chính mình. Một trận đấu mà rất nhiều tình huống vượt lên chính mình của cả hai đội. 108, 105. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi buổi ghi hình và tường thuật trực tiếp VBA 2023, trận đấu giữa Đà Nẵng Dragon và Nha Trang Dolphin. Và đừng rời mắt khỏi màn hình vì ngay sau đây sẽ là màn phỏng vấn cầu thủ xuất sắc nhất trận. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những trận đấu tiếp theo.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta có lẽ vừa chứng kiến một trong số những màn đôi công hấp dẫn nhất lịch sử VBA những năm trở lại đây. Một cơn mưa 3 điểm đã đổ tại nhà thi đấu trường đại học Nha Trang ngày hôm nay, và Nha Trang Dolphin là đội đã ném ba xuất sắc hơn. Họ đã thiết lập một kỷ lục VBA với 19 quả 3 điểm cho trận đấu ngày hôm nay. Chiến thắng thứ 10 cho Nha Trang Dolphin ở mùa giải này cũng là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của Dolphin. Và chúng ta hãy cùng nói chuyện với MVP cho trận đấu ngày hôm nay, Robert Sampson. Robert, what a game. A shootout, basically. How do you think about this game? You know, we came out very strong. In the beginning, we got like Hugh hitting, Tam hitting, Gibbs hitting. Everybody was hitting threes. And then at halftime, it changed on us a little bit, and we lost a little bit of focus. But came out, we won the game. So as long as we get the dub, and we all right for right now. But we got to come back and get back to it. You guys had 13 threes before the break. At what point you guys think, hey, it is going to be our night, the night that we get hot? Basketball game night, you know. It's hard to say what night we're going to be hitting shots, but tonight was one of our nights that we were big hits, and, you know, it showed in the first half. You know, when I talked to Coach Lukic yesterday, he said that the Dragons are going to be one of the dangerous team because they have nothing to lose, and they basically got their back into the wall, and they show it. They were down 16 by halftime. They never took the lead, though, but they managed to bring it down to one possession. By the end of the game, it went out to the wall. So how did you guys manage to withstand their comeback? We had to dig down deep and get a couple crucial blocks and a couple crucial rebounds. But in all, we had to get back into our mode and play defense, and, you know, we grinded it out. But, you know, a big respect to the Dayton Dragons. You know, they came out, they don't have nothing to lose. You're right. You got to respect everybody on this league. So that makes it 3 victories in a row. 2 important victories against Saigon and Ho Chi Minh City Wing, and a grand out victory tonight against Da Nang Dragon. So how do you think about the momentum for you guys heading into the playoff? We're just taking one day at a time, one game at a time as well. And, you know, we're just trying to get fine-tuned before we hit the playoffs. Hopefully we get it, but, you know, we're just trying to take one game at a time. Yes, one of the best games of this season. And Robert, you are the MVP of this game. Congratulations. We'll see you in the playoff, okay? All right. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã nói từ trước, Nha Trang Dolphin đã thực hiện đến 19 quả 3 điểm cho trận đấu ngày hôm nay. Và Sampson, MVP của trận đấu này, đã nói rằng khi mà các thành viên của Nha Trang Dolphin đã nóng tay từ đầu thì họ đã biết rằng họ sẽ có một trận đấu mà họ có thể rất là vào tay. Tuy nhiên, khi bước vào sau giờ nghỉ giữa hiệp thì Nha Trang Dolphin có vẻ đã nguội tay đi một chút. Họ mất tập trung, họ mất bình tĩnh, và chúng ta có thể thấy Đà Nẵng Dragon từ việc bị dẫn trước 16 điểm ở giờ nghỉ, họ đã kéo trận đấu này chỉ về một tình huống bóng cuối cùng, mà thôi. Và như chúng tôi đã nói, ngày hôm nay đã là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của Nha Trang Dolphin. Họ cùng với hai đội Buffalo là đội bóng đang sở hữu chuỗi chiến thắng dài nhất hiện tại ở VBA. Nha Trang Dolphin đang có thành tích 10 chiến thắng và 6 trận thua. Họ đang xếp ở vị trí thứ 3. Và Giang Sơn nói rằng, chúng tôi sẽ chỉ gọi là kiếm một trận đấu, chỉ đấu một trận đấu, từng trận đấu một mà thôi. Và họ sẽ cố gắng để đạt được phong độ tốt nhất ở vòng playoff. Vâng, chúng ta vừa chứng kiến một trong số những trận đấu tấn công hay nhất của lịch sử VBA. Nha Trang Dolphin đã có 10 chiến thắng, và trong khi đó Đà Nẵng Dragon dù đã chơi rất nỗ lực, tuy nhiên họ sẽ phải đi chờ chiến thắng đầu tiên của họ trong trận đấu với Ho Chi Minh City Wing vào ngày 26 tháng 8 tới đây. Đến đây thì buổi tường thuật của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi, và đừng quên theo dõi những diễn biến tiếp theo của VBA trên sóng hệ thống thể thao của VTV Cup.